chương 511, chuột nhỏ 2. Đây là một con chăn khổng lồ, so với con mãng xà mà mấy người tiêu phàm nhìn thấy ngoài cửa đại điện còn to hơn rất nhiều. Con chăn khổng lồ này chính là linh sủng bản mệnh của cơ an ni, yên lặng đứng trên đỉnh cột đá, cũng không biết là phương pháp ẩn náu như thế nào, hoặc là do sức ẩn náu của chính thạch trận, rõ ràng vẫn không bị phát giác. Mãi đến lúc này, mới bỗng nhiên từ trên đỉnh cột đá đáp xuống, ngăn giữa con chuột và cơ an ni, cùng là linh sủng bản mệnh của hàng đầu sư nhưng kích cỡ của con chăn khổng lồ và chuột nhỏ lại một trời một vực sự khác biệt về hình thể giữa hai chủ nhân còn tranh lệch nhiều hơn gấp bội chuột nhỏ kia nếu chui vào miệng con chăn khổng lồ có khi còn chưa bằng kẽ răng của nó trong lúc nguy cấp móng vuốt sắc nhọn của chuột con thò ra nhanh như chớp cong lên hướng về phía con chăn khổng lồ mượn lực này phóng lên tránh sang một bên đầu con chăn lớn lập tức nứt ra một vệt máu con chăn lớn như vậy bình thường đều rất béo, cho dù bị dao kiếm đâm phải cũng chỉ là gãi ngứa cho nó, sẽ không có bất kỳ thương tổn gì. Thế mà chuột con chỉ nhẹ nhàng cua móng vuốt một cái, không ngờ lại làm cho con chăn khổng lồ chảy máu. Sự sắc bén của móng vuốt thật lợi hại. Con chăn bị thương, lập tức phẫn nộ, lưỡi rắn cứ nuốt vào nhà ra, rít lên một tiếng, mạnh bạo đứng thẳng lên, nhanh như chớp quét ngang tới. Con chăn này nhìn thì vô cùng ngu ngốc, nhưng kỳ thực linh hoạt phi thường, cái đuôi khổng lồ quét qua cột đá, cột đá đó không tạo ra trở ngại gì cho nó. Nếu không thì, cho dù những cột đá này có to đi nữa, chỉ sợ cũng không ngăn cản nổi lực của cái đuôi kia. Con chuột nhỏ càng không đỡ nổi, chỉ là bị sóng khí quét đến một chút, liền bổ nhào ngã xuống. Con chăn đi về phía chuột nhỏ, cơ an ni không do dự, xảy bước về phía trước. Audio điện tử võ tấn bền Xông vào giữa thạch trận, sai vượng vốn vô cùng linh hoạt liền trở nên chậm chạp, dùng hết pháp lực và thể lực để chống đỡ khí lạnh, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị đóng băng. Tình thế này, đương nhiên là bị cơ an ni cao lớn kia đuổi theo, cây đao vù vù lướt qua đầu mang theo tà khí chết chóc, dốc sức bổ xuống. Sai vượng tức giận muốn thổ huyết, nhưng cũng đành phải nghiêng đầu, đối phó với cơ an ni trước rồi nói sau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người, hai thú đánh đến nỗi khó có thể hòa giải được. Cơ khinh xa hạ giọng nói. Tiêu phàm, tôi thấy hai người họ ngang sức rồi, chúng ta ra tay thôi. Giúp sai vượng giải quyết người khổng lồ này trước rồi tính sau. Tiêu phàm khẽ lắc đầu, nhíu mi nói. Chờ một lát đã, tình hình bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm. Thạch trận này, hẳn là không đơn giản như thế đâu. Bất luận là huyền vũ giáp không có cảm ứng với bất kỳ tin tức nào trong thạch trận, lực thần niệm cũng không điều tra nổi, thì trực giác của tiêu phàm vẫn nói cho hắn biết, trong lúc này rất có thể những thứ hắn không biết lại là thứ rất nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục đợi, tôi lo đại đội nhân mã sẽ đuổi tới đây. Hàng đầu sư của nạp cát phái khác cũng đã bị giải quyết rồi, hàng đầu sư của phái bất cổ, may mắn còn sống sót trong trang viên sẽ nhanh chóng đuổi đến đây, canh giữ thánh tuyển và xích viêm thảo. Tiêu phàm cười nhạt nói, yên tâm đi, tạm thời bọn họ không đến được đâu. Anh tin là thế ư. Vừa rồi, khi cùng Giang Trừng tới đây, cơ khinh xa để ý thấy trên đường đi, tiêu phàm đã tiện tay sắp xếp một số việc. Do vấn đề thời gian nên những bố trí này cũng đơn giản. Cơ khinh xa phỏng đoán, cũng có thể kéo dài một chút tốc độ viện quân, còn chuyện ngăn được lâu hay không rõ ràng là không thể. Biết được người tiêu phàm phải ngăn cản không phải là người bình thường, mà là một đống hàng đầu sư. Trong đó không hiếm các đại hàng đầu sư chê trình độ cấm chế, chắc chắn không thấp. Tiêu phàm liếc cô một cái, thấp giọng nói đương nhiên nếu cô tình nguyện đích thân xuất mã thì tôi càng có lòng tin hơn. Cơ Khinh Sa cũng là một thuật sư có công lực, một mình ngăn cản một đống đại hàng đầu sư có lẽ có chút khó khăn. nhưng nếu chỉ là mượn cấm chế mà tiêu phàm bố trí xuống để kéo dài thời gian thì đương nhiên dễ như trở bàn tay. Cơ Khinh Sa do dự, nhìn xung quanh, nhìn màn sương đen tối đang bao phủ thạch trận kia, hạ giọng nói. nhưng nếu làm thế thì chỉ còn lại một mình anh rồi. trước đó. Cơ khinh xa chưa hề lo lắng cho tiêu phàm, người đàn ông này nhìn qua thì nhã nhặn nhưng lại mãnh mẽ, mẽ chừng nào. Có điều, nơi này dù sao cũng là khu vực trung tâm của trang viên Ma Cư, xích viêm thảo, gần ngay trước mắt, để tiêu phàm đơn độc một mình ở đây, trong lòng cơ khinh xa thấy không yên tâm. Tiêu phàm khẽ cười. Đâu phải một mình, sai vương đại sư không phải vẫn còn ở đây sao? Cơ khinh xa cười. Cô cũng là người cực kỳ quyết đoán, lập tức cầm tay tiêu phàm, bóng người lóe sáng, liền biến mất. Giang Trừng bị tiêu phàm điểm huyệt khống chế, bỏ qua một bên không động đậy, trong mắt thoáng ngạc nhiên. Sớm biết hai người hoa này từ xa đến không hề đơn giản, nhưng anh ta chỉ mới lĩnh giáo thủ đoạn của tiêu phàm, không ngờ thân thủ cơ khinh xa cũng như thế. Đàn ông lợi hại, Giang Trừng gặp qua không ít, nhưng phụ nữ mà cũng lợi hại thế này, thật là cực kỳ hiếm thấy. Cơ khinh xa đi chưa được bao lâu, trận đấu bên kia đã đến giai đoạn gai cấn. Bề ngoài thì cơ an ni khổng lồ viễn cổ đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, sai vượng thân hình bé nhỏ, không vũ khí, đánh đến nỗi không còn sức để đổi tay, thậm chí ngay cả sức chống đỡ cũng còn rất yếu. Nếu không phải đôi lúc sai vượng phải tiêu hao một chút pháp khí để chống lại khí lạnh, giữ tính linh hoạt của cơ thể, chỉ sợ sẽ sớm bị một đao xẻ làm đôi. Cũng như thế, chuột con phải đối mặt với con chăn khổng lồ, da dày thịt béo, cho dù răng có sắc nhọn, chạy nhanh như chớp, thỉnh thoảng có lưu lại một vài vết cào trên mình con chăn. Nhưng bởi vì phải luôn luôn né tránh sự phản kích của con chăn, nên mỗi một kích lại không dám làm thực, cuối cùng cũng khó tạo thành tổn thương chí mạng. Sai vượng không ngừng trốn tránh sự truy đuổi của cơ an ni, tiếng giết trong miệng ngày càng cấp bách. Tiêu phàm đoán, gã là đang thúc giục linh sủng của gã nhanh chóng giải quyết con chăn kia đi. Chỉ có điều nhiệm vụ này quá khó khăn với chuột nhỏ. Chuột nhỏ bị dục đến gấp gáp, không né tránh nữa, đột một sông về phía con chăn liều mạng. Con chăn khổng lồ đương nhiên thấy cơ hội hiếm có, há to mồm, nuốt chửng chuột nhỏ vào bụng. Cơ An Ni liền vui mừng khôn xiết, ngửa mặt lên trời cười su y gờ sứ y g, âm thanh như sấm sét ầm ầm, chấn động khắp nơi. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười đột nhiên tắt lịm. Cơ An Ni mở to đôi mắt như chuông đồng, vẻ mặt như không tin vào mắt mình. Chỉ nhìn thấy trên cổ con chăn to đùng kia xuất hiện một lỗ máu, từng dòng máu nóng bỏng tuôn ra. Rất nhanh, từ trong lỗ máu lộ ra một cái đầu nhỏ, hai chân trước lộ ra sắc bén, hai mắt đen tròn xoay chuyển, đúng là con chuột đó rồi, linh sủng bổn mạng của sai vượng. Con vật này rào hoạt vô cùng, không ngờ nó cũng hiểu được binh pháp, hiểu được đạo lý tìm lấy đường sống khi sắp chết. Biết rằng nếu ở bên ngoài thì không có cách nào đánh thắng con chăn lớn, nên đã mạo hiểm lao vào trong bụng nó để làm loạn. Một tiếng, ầm, vang lớn lên con chăn lớn đau điếng múa may cái đuôi, quét thật mạnh lên cột đá bên cạnh. Cột đá đổ sổ vẫn đứng yên, chỉ có con chăn lớn là bị văng ra, lăn lộn trên mặt đất, máu tươi ở cổ chảy ra như rót. Len Ken. trường đao rơi xuống đất. Cơ an ni rú lên một tiếng điên cuồng, rồi vươn bàn tay khổng lồ ra, cố gắng nắm chặt lấy cổ mình, máu tươi lập tức dỉ qua những kẽ tay chảy ra bên ngoài. Phù Phu. thân hình to lớn đổ sổ của cơ an ni ngã xuống đất, chẳng khác nào một toàn nhà lớn sụp xuống, chấn động cả một vùng, toàn thân không ngừng co giật, vùng vẫy dành sự sống. Sai vượng thở dài một hơi, giơ tay ra gọi chú chuột nhỏ, cả người nó đẫm máu, hai chân đang trống về phía sau, mang theo một chùm máu tươi lao về phía sai vượng. Sai vượng dường như đã vô cùng mệt mỏi, dựa lưng vào cột đá, liên tục thở dốc, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Giải quyết xong cơ an ni, xích viêm thảo, đã gần ngay trước mắt, theo lý thì là vật đã nằm trong túi của gã. Theo tin được truyền đến từ Linh trùng, Ma Cư vẫn đang bị Tô Nam cầm cự ở trong trạch viện của Hoàng Phủ, khó có thể thoát ra được. Điều này cũng có nghĩa, sai vượng còn đủ thời gian mang theo, xích viêm thảo, rời khỏi trang viên, chạy đi thật xa. Thấy được triển vọng tương lai sáng lạn như vậy, sai vượng hít sâu một hơi, đứng lên một phát dứt khoát, còn con chuột nhỏ thì cả thân và vai vẫn đang đẫm máu của con chăn lớn, đi nhanh tới chỗ thánh Tuyền đã bị tảng đá màu đen lớn chèn lên. chương 512, nghịch chuyển. Thánh Tuyền vẫn bị một màn xương đen bao phủ, nhìn không được rõ lắm. Nhưng vào lúc này, cơ an ni vốn đang nằm sấp trên mặt đất kia bỗng nhúc nhích, y chậm rãi giơ cái đầu to lớn lên, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của sai vượng, khóe miệng lóe lên một ý cười. Y cầm lấy cổ tay của mình, thả lỏng ra, nhưng kỳ lạ là vết thương trên cổ y trong nháy mắt đã khỏi, một vết máu cũng không có nhìn từ ánh mắt sắc mặt hay là thần thái đại hàng đầu sư an cơ ni đều không có chút gì giống với người sắp chết cả sai vượng không hề có cảm giác gì với những chuyện đang thầm lặng xảy ra sau lưng mình lúc này tất cả tinh lực của gã đều tập trung trên thánh tuyền lớp xương đen bao phủ lên thánh tuyền kia vẫn dày đặc biến hóa không ra tuy nhiên sai vượng đã cảm nhận được tinh khí sinh mạng vô cùng mạnh toát ra từ trong thánh tuyền đó chính là xích viêm thảo chỉ có loại thần dược này mới có khả năng cải tử hoàn sinh, mới có thể phát ra được khí tức sinh mệnh tinh thuần như vậy, mạnh như vậy. Sai Vượng lòng tràn đầy vui mừng, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Thánh Tuyền, hai tay nắm bí quyết, miệng thì thào tiếng gì đó, bắt đầu tác pháp. Được một lúc, hai khối vật thể màu cam xuất hiện trong tay gã, không biết rốt cuộc là vật gì, nhưng lại có công hiệu xua tan kỳ hàn, khiến Sai Vượng có thể tự do hoạt động trong thạch trận. Hiện giờ sai vượng đang muốn dùng thứ này để xua tan màn xương đen bao phủ trên thánh tuyền. Nhưng ngay sau đó, sai vượng bỗng ngừng việc niệm chú lại, gương mặt ngăm đen bắt đầu vặn vẹo, dường hư trong nháy mắt một nỗi thống khổ đã bao trùm lên nó. Xoạch! Linh sủng bản mệnh vẫn đang ngồi bên cạnh sai vượng, bỗng nhiên cả người cứng nhắc, nhưng không đứng thẳng được, ngã chồng vó xuống mặt đấy, không hề nhúc nhích. Số máu tươi trước đó bao phủ lên người nó, dần dần biến thành màu xanh ma quái, rồi lại phát ra mùi máu tươi, Huyết hàng, ít hầu của sai vượng rung động, miệng bỗng phát ra hai chữ đó, khuôn mặt đen xỉ cũng biến thành màu xanh. Không ngờ cơ an nhi đã có thể luyện hóa huyết hàng lên cơ thể của chân lớn. Khi linh sủng bổn mệnh của sai vượng ra khỏi người nó, đã bị dính đầy máu, nhưng đây lại là độc của huyết hàng. Trực tiếp luyện hóa hàng đầu thuật vào trong thân thể của linh sủng bổn mạng. tuy rằng sai vượng là đại hàng đầu sư, kiến thức rộng rãi, song đối với phương thức này cũng chưa bao giờ nghe thấy loại hàng đầu thuật này để phát huy được tác dụng, thì Linh Sơ dụng bổn mệnh phải bị trọng thương, lấy máu tươi làm hàng đầu. Thuật này giống như tự bạo của hàng đầu sư, là một phương thức vô cùng tàn nhẫn, thời điểm cuối cùng, đồng quy vô tận. Hơn nữa, điều này gây trở ngại lớn với việc đào tạo Linh sủng bổn mệnh, tại sao lại có hàng đầu sư làm việc này. Nhưng ngay sau đó, sai vượng bỗng nhiên hiểu được. Không đúng, con chăn lớn kia không phải là linh sủng bổn mệnh của cơ an nhi, chỉ là y đã ngầm ngụy trang nó thành linh sủng bổn mệnh, không ngờ đã lừa gạt được sai vượng, cũng lừa được cả linh sủng bổn mệnh của gã. Dựa vào sự khôn khéo của sai vượng, cộng với trình độ hàng đầu, muốn lừa gạt gã kỳ thật không phải là chuyện dễ. Mấu chốt nằm ở thạch trận, cảm ứng của sai vượng đã chịu áp lực rất lớn, đồng thời cũng căng thẳng hơn ngày thường nhiều, cũng vì bị An Cơ Ni đuổi gờ Iota -S, làm sao có thể nhanh chóng bình ổn lại tinh thần, cũng không còn có thời gian mà đi phân biệt xem con chăn lớn đó có phải là linh sủng bổn mệnh của cơ an ni hay không nữa. cuống hồ cơ an ni còn khéo ngụy trang cho con chăn kia, chỉ vì không cẩn thận nên sai vượng đã bị y lừa cho một vố. sai vượng đại sư, hiện giờ ngươi mới phát hiện ra là không đúng sao? quá muộn rồi. cơ an ni sớm đã đi đến phía sau sai vượng, lưỡi đao sắc bén của y không một chút khách khí, đâm thấu từ sau lưng lên đến ngực, ra tay vô cùng tàn nhẫn không để cho sai vượng có bất cứ một tia hy vọng phản kháng nào. Phụ trách bước cuối cùng trong việc chấn thủ, trọng trách trên vai cơ an ni quá nặng, vì thế nên y, mèo vườn chuột, tiếp cận sai vượng một cách chậm rãi. Cơ an ni không phải là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ý nghĩ cũng không đơn giản. Y tin tưởng, chỉ có kẻ chết là không có nguy hiểm. Sai vượng cúi đầu xuống, nhìn theo lưỡi đao sắc bén kia, máu tươi chảy ra xối xả, như từng chuỗi chân châu nối nhau vậy. Cơ An Ni, người đừng vội đắc ý. Nếu chúng ta chết hết, sau khi ma cư luyện thành thiên quỷ hàng, mà không có kẻ nào đủ sức ngăn cản, thì các người những kẻ bên cạnh ông ta rồi cũng sẽ bị ông ta biến thành thức ăn và ăn sạch sẽ thôi. Sai vượng chậm rãi nói, trên mặt cũng không hiện lên vẻ thống khổ, hai tròng mắt long lánh, thở dài một hơi, giống như cuối cùng cũng đã được giải thoát vậy. Ha ha, sai vượng đại sư, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, chuyện này không cần ngươi phải quan tâm, người cứ an tâm mà ra đi nhé. Cơ An Ni nhe răng cười một tiếng độc ác, vươn một bàn chân to dẫm nát lưng của sai vượng, lưỡi đao sắc bén được rút ra, bên trên còn bán rất nhiều máu. Sai vượng không rên tiếng nào, lao người ngã xuống, máu tươi nhanh chóng chảy ra thành vũng. Đến đây, bốn đại hàng đầu sư của, nạp cát phái, đều đã bị gờ yêu ta ết, không còn bất cứ một ai. Tô Nam trong đại trạch viện của Hoàng Phủ, qua, một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt liền trắng bệch màn xương đen xung quanh ông ta cũng quay cuồng không ngừng màn xương đen ấy nhảy múa xoay vòng tròn rồi bỗng lại thu về ma cưu đại quốc sư thản nhiên nhìn sang khóe miệng mỉm cười nói tô nam ngươi có thể đánh một trận nữa không hiện giờ kỳ binh của ngươi toàn bộ đều đã bị tiêu diệt nếu cứ kéo dài cũng không còn nghĩa lý gì ngươi đã sớm biết sao tô nam kêu lên giọng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ màn xương đen vừa mới dịu được một chút giờ đã nhanh chóng cuồn cuộn trở lại. Ma Cư từ từ nói, nếu Thanh đã đến nơi này, liền không sợ các ngươi gây sự. Ngươi thật sự tưởng rằng vì ngươi, mà ngay cả trang viên ta cũng bỏ đi sao. Đáng tiếc cho sai vượng, gần 20 năm nay, gã ta là hàng đầu sư tu luyện thiên nhãn thông đạt đến trình độ cao. Sau khi gã ta chết, chỉ sợ sau 20 năm nữa, cũng khó có thể tìm được một người có tài năng trời phú như y. Nói đến đây, Ma Cưu khẽ thở dài, dường như có chút tiếc nuối. Luận đến sự cao thâm trên trình độ hàng đầu, ở Đan Mạn Quốc không ai sánh bằng ông ta. Nhưng nếu nói về thiên nhãn, thần thông này, thì ngay cả Ma Cưu cũng không bằng sai vượng. Đây chính là sự khác nhau giữa quán quân toàn năng và quán quân đơn hạng. Tô Nam cười lạnh nói, Ma Cưu, ngươi không nên ở chỗ này mà giả mèo khóc chuột nữa. Nếu ngươi thực sự có lòng tốt như vậy, thì đã không thử luyện loại tà thuật đó đúng là không hổ danh là đại hàng đầu sư chỉ đứng sau ó ma cư của nước Đan Mạn, Tô Nam nhanh chóng tỉnh táo lại. Đối mặt với một kẻ địch mạnh như ma cư, dù có nổi giận như thế nào cũng không có tác dụng, làm thế chỉ khiến bản thân nhanh chết thôi. Ma cư nhìn y lắc đầu, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường, nói. Tô Nam, có vẻ ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Khả năng lý giải của ngươi đối với hàng đầu thuật còn quá kém. Thiên quỷ hàng là cảnh giới cao nhất của hàng đầu thuật, bất luận vị hàng đầu sư nào, chỉ cần có điều kiện, đều nên thử tu luyện. Ai nói với ngươi, thiên quỷ hàng, là tà thuật. Ai nói với ngươi rằng sau khi luyện thành công, thiên quỷ hàng, thì nhất định phải ăn thịt người để duy trì cuộc sống. Đều là những phán đoán ngông cuồng cả. Nếu thiên quỷ hàng, thật sự có điểm gì thiếu hụt, ta cũng sẽ tìm cách sửa chữa, hoàn thiện. Khi trước, đại thiên vương, lạp chát đắc lý có thể luyện thành, thiên quỷ hàng, lẽ nào chúng ta là tiền bối mà lại kém hơn được sao? sao lại không có chút lòng tin vào việc có thể hơn được tiền bối. Nếu như vậy, thì thế giới này làm sao có sự tiến bộ được. Tô Nam cười lạnh một tiếng, nói. Người đứng ở trên cao, không ai có thể uy hát yêu ta ép được ngươi, đương nhiên là có thể nói được những lời đường hoàng như thế. Nếu hiện tại, có người muốn lấy, xích viêm thảo, đi, ngươi còn có thể ung dung đứng ở chỗ này giáo huấn ta không? Lấy đi, xích viêm thảo, ha ha, người nghĩ xích viêm thảo là cái gì không lẽ kẻ nào cũng có thể tùy tiện lấy đi sao trừ ta ra nếu trên thế giới này còn có kẻ nào lấy được thì ta đã không đứng ở đây chuyện này người đừng có mà ảo tưởng nữa ma cư cười ha hả nói thân sắc khinh thường trên mặt càng thêm rõ ràng thật không cũng không chắc là như vậy khóe miệng tôn nam xé ra hiện lên một nụ cười kỳ quái dường như mang theo ý châm chọc đều tới tình cảnh như vậy rồi, ngươi còn gượng trống. Có ý nghĩa sao, là thời điểm giải quyết các ngươi rồi. Ma cưu gào to một tiếng, hai tay giơ lên, hai đám sáng màu xanh trong tay phóng lên cao, ở giữa không trung hợp làm một thể, hóa thành một chiếc màu xanh khổng lồ, chụp về phía tô nam. Đối với Nguyên Thành Tử và đám người của Ngọc Dương Quan, hoàn toàn nhìn như không thấy. chương 513, chạy chối chết. Tô Nam sắc mặt đại biến, hai tay nắn bí quyết, tiếng niệm chú vô cùng vội vàng, sáu gã âm bộc dường như chịu sự thúc giục nào đó, từ trong miệng phun ra đám xương mù dày đặc đen xì như mực, khiến cho đám xương đen vây quanh tô nam có vẻ càng thêm dày đặc. Trong khoảng khắc, lưới màu xanh khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống, gắt gao bao lấy đám xương màu đen. Trong nháy mắt, một trận, suy suy, rồn rập, liên thanh giống như tiếng nổ. Đám xương màu đen giống như một loại dầu trơn nửa đông đặc nào đó, chợt gặp phải tấm lưới khổng lồ màu xanh nhiệt độ cực cao, vừa tiếp xúc, lập tức bị bốc hơi lên hòa tan. Tấm lưới khổng lồ màu xanh hướng về phía trung tâm đám xương mà đè ép lên. Tuy nhiên một lát, đám xương màu đen vốn dày đặc dị thường liền trở nên mỏng manh rất nhiều. Sáu âm bọc bên người tô nam cấp tốc phun ra xương đen, rốt cục miễn cưỡng chống đỡ được sự ăn mòn của tấm lưới khổng lồ, tạm thời ổn định lại. Ngay sau đó, tấm lưới khổng lồ lóng lánh màu xanh hơi có vẻ trở nên ảm đạm. Không ngờ đám xương đen bắt đầu phản kích, từng chút từng chút phản lại, ăn mòn tấm lưới khổng lồ màu xanh. Đừng thấy Tô Nam bề ngoài nhã nhặn, khi thực sự chiến đấu cũng là cực kỳ dũng mãnh. Rõ ràng thế cục vô cùng bất lợi, cũng phải liều chết phản kích, tuyệt không bó tay chịu chết. Chỉ có điều, sáu âm bộc kia của ông ta dường như hư nhạt thêm vài phần so với lúc trước, rõ ràng có chút cạn kiệt quá độ. Ma Cừu đại quốc sư giống như đã có chút chán ghét cái trò chơi này. Hừ lạnh một tiếng, hai tay cùng dương lên, từng đạo pháp quyết đánh ra, tấm lưới khổng lồ màu xanh lập tức quang hoa đại phóng, tiếng, suy suy, không dứt ở bên tai, liên tục áp bách xuống chỗ sâu của màn xương đen. Nguyên thành tử, mau giúp ta một tay. Trong phút chốc, Tô Nam trở nên cực kỳ quẫn bách, một bên liều mạng ngăn cản, một bên vội vã kêu lên. Nguyên thành tử sắc mặt trắng bệch, liếc mắt nhìn tấm lưới khổng lồ màu xanh đang không ngừng áp chế màn xương đen một cái, cắn răng một cái, cổ tay vừa lật, một tấm phủ lục màu vàng hiện lên tay phải ngửa ra, đao tụ khí vẽ một đường trên cổ tay trái. Máu tươi phun ra, đều bị phù lục hấp thu vào. Ngay sau đó, tấm phù lục nhìn qua không chút thu hút nào, liền nghênh phong chiêu triển, hóa thành một đại kỳ huyết sắc hình tam giác. Trên không trung nghênh phong chiêu triển, tịch tịch bay múa. Đồng thời một cổ hơi thở đạo thuật cường đại đến cực điểm liền dâng lên. Đến ma cưu đại quốc sư cũng không kìm được có chút cứng lại, hai mắt ngưng nhìn sang bên này, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Hiển nhiên, Ma Cư cũng không ngờ rằng, thầy trò Nguyên Thành Tử còn có thể tỏa ra khí thế hùng mạnh kinh người như vậy. Long môn phái ở thành lạc già khai phái mấy trăm năm, kế thừa không ngừng, hương khói cường thịnh, quả nhiên có nội tình sâu dày. Nguyên Thành Tử, người thật sự muốn đi đến cùng sao? Ma Cư một tiếng quát trói tai. Nguyên Thành Tử không đáp, miệng lẩm bẩm, đại kỳ. Huyết sắc bắt đầu liều mạng hấp thu thiên địa linh khí ở giữa không trung, khi thế càng thêm cây ết yêu ta ép người. Thừa dịp ma cưu thế công thoáng tạm dừng, chỉ nghe, oa, điểm một tiếng, tô nam một ngụm máu tươi phun ra, rất nhanh liền biến thành một tia xương máu, bị sáu gã âm bọc càng thêm hư nhạt hấp thu vào, lập tức tinh thần đại chấn. Chẳng những miệng phun màn xương đen, hơn nữa song trưởng múa may, không ngờ trực tiếp bắt được tấm lưới khổng lồ màu xanh kia. 12 cánh tay đồng loạt dùng sức, trong tiếng, khanh khách, tấm lưới khổng lồ màu xanh lại bị xé ra một cái lỗ thủng. Tô Nam không nói hai lời, từ lỗ thủng này nhảy ra, cánh tay dương lên, sáu gã âm bộc bỗng nhiên trong nháy mắt trở vào trong cơ thể của ông ta, mang theo màn xương đen cuồn cuộn, vội xông về phía hậu viện Hoàng Phủ. Xác định đám người sai vượng đã toàn quân bị diệt, Tô Nam có kiên trì ở trong này, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ma cư hiện tại hùng mạnh hơn nhiều so với mười mấy năm trước gặp mặt so tài. Thứ nhất không có triệu tập âm bộc, thứ hai không có phóng thích linh sủng bản mạng, chỉ dựa vào lực của bản thân, đã ép ông ta và nguyên thành tử tới mức không ngẩng đầu lên được bản thân mười mấy năm cũng không dám có chút buông thả nhưng tranh lệch giữa bản thân và ma cư vẫn là từng bước gia tăng cũng không biết là mười mấy năm trước lúc luận bàn là ma cư cố ý che giấu thực lực hay là trong thời gian mười mấy năm này tiến bộ của ma cư càng nhanh hơn so với ông ta chiếu tình thế này phát triển tiếp cho dù ma cư không tu luyện thiên quỷ hàng thì sự tranh lệch lẫn nhau cũng chỉ sẽ càng lúc càng lớn cuối cùng hoàn toàn không ở trên cùng một cấp bậc, loại tranh lệch thực lực tuyệt đối này là rất khó dựa vào thủ đoạn khác để bù đắp. Tiếp tục ở đây sống chết chống đến cùng, kết quả không có chút trì hoãn. Chỉ là cứ đo như vậy, lại không khỏi thành ra bán đứng Nguyên Thành Tử. Nguyên Thành Tử tuyệt đối không ngờ, tại thời khắc mấu chốt, Tô Nam lại trực tiếp bỏ rơi ông ta, một mình chạy trôi chết. Tô Nam lựa chọn thời cơ thật sự rất xảo quyệt, Nguyên Thành Tử tế lên tam giác kỳ huyết sắc, tấn công mạnh về phía ma cưu còn muốn thu hồi lại đó là tuyệt đối không còn kịp rồi tô nam tranh thủ chính là hòa hoãn trong nháy mắt như vậy chỉ cần nguyên thành tử có thể ngăn cản ma cưu một lát cơ hội chạy thoát của ông ta liền nhiều hơn vài phần vốn ở trong kế hoạch của tô nam chỉ cần ông ta ở trong này kéo chân ma cưu đám người sai vượng một khi đạt được ma cưu dưới sự kinh sợ khẳng định chẳng còn quan tâm đi đối phó với ông ta nữa mà sẽ vội vội vàng vàng chạy về ổ ở trong suy nghĩ của Ma Cưu, cho dù là 100 tô nam, cũng không quan trọng hơn, xích viêm thảo. Ngay cả sai vượng bọn họ không thể thuận lợi đạt được, tối thiểu cũng có thể gây ra sức ép không nhỏ. Chỉ cần có thể ảnh hưởng đến tâm tình của Ma Cưu, như vậy không cần nói giành chiến thắng, ít nhất bình an thoát thân là không thành vấn đề. Không ngờ Ma Cưu sớm đã có chuẩn bị, chẳng những sai vượng bọn họ toàn quân bị diệt, Ma Cưu cũng không có bị ảnh hưởng chút nào, kế hoạch của Tô Nam toàn bộ thất bại. Đối mặt loại tình hình này, đương nhiên là chạy chối chết quan trọng hơn. Ai còn có thể chú ý được người khác? Chỉ khổ cho nguyên thành tử, bị người tính kế, không ngờ liền biến thành chủ lực đối kháng ma cưu. Mắt thấy đại kỳ huyết sắc hiệp bọc lấy lực thiên địa nguyên khí, cuồn cuộn đánh tới, hùng hổ. Ma cưu không khỏi giận dữ, hai mắt trừng trừng, một tiếng hét to, ống tay áo rộng thùng thình dương lên, một bóng đen bắn ra như thiểm điện, diện mạo dữ tợn, dương nanh múa vuốt, không ngờ là một con rết dài hai thước, cả người đen thùi tỏa sáng, giống như toàn thân mặc một tầng áo giáp sắt, vô cùng cứng rắn. Từng đôi chân tươi đẹp ướt át, giống như máu tươi, đầu cũng là màu vàng kim, hai răng nanh cực đại lóng lánh dưới ánh trăng, cực kỳ kinh người. Con rết là động vật chân đốt khá thông thường, nhưng mà lớn đến mức độ này thì lại đáng sợ hơn rất nhiều so với xà trùng hổ báo bình thường. Không thể nghi ngờ, đây là linh sủng bổn mạng của ma cưu đại quốc sư. Thời khắc mấu chốt, mà cừu rốt cục đắp phóng thích linh sủng bản mạng ra ngoài. Con rết này từ trong tay áo bay ra, Ma cừu liền không thèm nhìn Tam Kỳ huyết sắc kia nữa, chân vừa nhấc phi thân lên, như gió bay điện chớp đuổi gỡ iota s về phía Tô Nam. Ở trong mắt Ma cừu, trước sau cũng chỉ có Tô Nam mới có thể tạo thành U H iota s thực sự đối với ông ta, nhất định phải hoàn toàn diệt trừ ông ta trước khi tu luyện thiên quỷ hàng, tránh cho khi ông ta tu luyện thiên quỷ hàng đến thời điểm mấu chốt nhất. Tô Nam bỗng nhiên chạy tới quấy rối. Tuy rằng Ma Cưu sớm vì cái này mà chuẩn bị vô số hậu thủ, nhưng chỉ cần không có ông ta đích chủ trì, những hậu thủ này liền không phải đảm bảo như vậy. Có thể đoạt lên phía trước tiên diệt Tô Nam, thật giống như diệt trừ cao chừng và nạp tả vậy, đương nhiên là lý tưởng nhất. Ba vị đại hàng đầu sư nhất đảng này toàn bộ gờ Iota ếp chết, toàn bộ nước đan mạn sẽ không có người có thể tạo thành uy hát Iota ép trực tiếp đối với ông ta nữa, lòng Ma Cưu cũng thực sự được bình yên lúc này nguyên thành tử và ngọc dương quan không ngờ xuất hiện đảm đương phật hy sinh quả thực chính là tự tìm cái chết ma cừu đại quốc sư không chút khách khí phóng linh sủng bản mạng ra con rết to lớn này nhìn qua đen nhánh dường như thân hình cực kỳ trầm trọng nhưng lại mạnh mẽ vô cùng ở giữa không trung lật người một cái miệng rộng mở ra đón huyết sắc tam giác kỳ một ngụm nọc độc xì ra suy suy mấy tiếng huyết sắc tam giác kỳ phảng phất có thực thể bình thường lập tức liền bị nọc độc rết ăn mòn thành mấy lỗ nhỏ màu sắc vốn tươi đẹp ướt át lập tức trở nên ảm đạm rất nhiều dù là như thế vẫn là cuồn cuộn về phía trước bao vây con rết to lớn vào trong đó lập tức dâng lên lửa cháy hừng hực bề ngoài lửa cháy đạo vân bát quái màu vàng lóe ra trói mắt rực rỡ đi nguyên thành tử cũng không do dự nữa một tiếng quát lớn đám người kim dương tử nhảy dựng lên chạy đi nguyên thành tử cũng là mặt hướng bên này rút lui mà đi, đích thân cản ở phía sau cho đám đồ đệ. Tô Nam đã không hề nghĩa khí mà chuồn đi, trận chiến này, bọn họ trên thực tế đã thất bại thảm hại. Trong lúc này, có thể thoát được người nào hay người nấy, ít nhiều còn có thể giữ lại chút nguyên khí cho nhánh long môn phái hải ngoại. Chỉ có điều đối mặt với linh sủng bổn mạng của ma cưu đại quốc sư, bọn họ cho dù muốn chạy, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Huyết sắc tam giác kỳ nhìn qua uy phong lẫm liệt, chỉ kiên trì được một lát, liền oanh một tiếng trên không trung rách ra từng mảnh vỡ vụn con rết to lớn vốn ngâm đen cả người như là phối lên một tầng máu tươi dưới ánh trăng huyết quang trong suốt càng thêm quỷ dị vô cùng kêu hít khà z z hí z z phi về phía đám người ngọc dương quan từ không trung hạ thẳng xuống cuồng loạn nhảy múa giống như gió lốc đuổi theo đám người nguyên thành tử trong nháy mắt liền chui vào bên trong bồn hoa ven đường mất đi bóng dáng nếu như là giữa ban ngày một con rết khổng lồ như vậy muốn, ẩn hình, ở trong bồn hoa, đương nhiên không dễ dàng như vậy. Nhưng dưới ánh trăng đêm lờ mờ này, lại là lòng người bàng hoàng chạy trôi chết, sẽ rất khó nói. Chạy không quá 10 mét, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một gã đạo sĩ của Ngọc Dương Quan trong lúc chạy gấp rút lập tức té ngã trên đất, một tay nắm chặt phần gáy, cuộn mình thành một đống, miệng sùi bọt mép, co giật. Trong khoảng khắc, trên làm da lộ ra bên ngoài liền hiện lên một cỗ màu đen, co giật cũng nhanh chóng yếu bớt, rất nhanh liền không nhúc nhích, không có nửa phần tiếng thở. Không ngờ trong lúc vô tình đã bị con rết to lớn đặt số chết. Kể từ đó, mọi người lại thất kinh, phát một tiếng hô, bản mạng chạy trốn ra bên ngoài. Qua một lát, lại là một tiếng kêu thảm, một gã đệ tử khác của Ngọc Dương Quan ngã xuống đất co giật, chốc lát độc phát ra, bị mất mạng. Xúc sinh, đừng quá kiêu ngạo. Nguyên thành tử hình dung thảm biến, một tiếng quát trói tai, bật hơi lên tiếng, một trường mạnh mẽ kích xuống bồn hoa bên cạnh, phong thanh uy vũ, khí thế kinh người. chương 514, Bạo Liệt Trùng 1 Bên kia mái hiên, Ma Cư và Tô Nam một đuổi một chạy, rất nhanh liền đi ngang qua trạch viện Hoàng Phủ, tới cửa sau. Hậu viện Hoàng Phủ là một bụi trúc hoang dại rậm lớn. Đây là một cảnh điểm của hậu hoa viên Hoàng Phủ, chiếm gần 6-70 mét vuông. So với rừng trúc hoang dại mà nói, trúc diện tích như vậy không tính là gì cả nhưng trong khu quần cư xã hội thượng tầng người Hoa ở thành lạc già tất đất tất vàng như vậy, sợ cũng chỉ có bốn đại gia tộc có bút tích lớn như vậy, trong hậu hoa viên nhà mình trồng một lùm trúc lớn như vậy. Tô Nam thân hình giống như tên rời cung, xẹt qua bên cạnh bụi trúc, chọn tuyến cửa sau chạy trốn. Cách cửa sau Hoàng Phủ không xa, chính là một khu buôn bán náo nhiệt, trong đó không ít cửa hàng buôn bán 24 trên 24 giờ. Mặc dù đã là buổi tối, chưa nói tới đám đông như dệt, cũng vẫn có không ít thị dân ở đó thư nhàn giải trí. Mục tiêu của Tô Nam chính là trốn tới đó. Mà cừu có là đại quốc sư đi chăng nữa, lường trước tất cũng sẽ có vài phần e dè, không đến mức đại khai sát giới ở khu náo nhiệt. Hàng đầu sư cũng có rất nhiều quy củ phải tuân thủ, không thể tùy tiện ra tay đối với người bình thường, hơn nữa không thể tùy ý gợi yêu ta chóc. Chỉ cần tới được đó, tỷ lệ thoát thân của Tô Nam sẽ lớn hơn nhiều về phần từ nay về sau muốn trốn thoát sự đuổi gờ yêu ta của ma cưu đối với ông ta như thế nào, thậm chí là áp bách đối với toàn bộ, nạp cát phái, vậy thì đừng nói tới. Phỏng trừng thời gian kế tiếp, ma cưu sẽ trở lại trang viên, bế quan không ra, toàn lực tiến hành công tác chuẩn bị tu luyện, thiên quỷ hàng tạm thời khẳng định vẫn không quan tâm lại đến tìm ông ta gây phiền phức. Xa hơn về sau, ma cưu có có thể luyện thành thiên quỷ hàng hay không thì còn chưa biết chắc được nếu chẳng may trong quá trình tu luyện xảy ra ngoài ý muốn bị âm quỷ cắn trả đại quốc sư đi đời nhà ma như vậy ngã xuống mà chết chẳng phải là đại sự của một ngày đều không còn sao chỉ tiếc tính toán này của tô nam người khác không đồng ý như vậy ma cư ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài ống tay áo dương lên cong lại liên đạn chỉ nghe trong tiếng suy suy năm sáu phi trùng giáp sát nhỏ kích bắn về phía tô nam đang chạy gấp ở phía trước những phi trùng này từng con từng con tròn vo mập mạp, giáp sắc kim quang lóng lánh, vừa nhìn qua, tựa như từng viên đạn màu vàng lòe lòe tỏa sáng. Chưa phi gần tới Tô Nam, một cổ hơi thở cuồng bạo liền che trời phủ đất, bao phủ lấy Tô Nam. Tô Nam đang chạy trốn ở tốc độ cao nhất bị cổ hơi thở này vừa bức, cũng nhịn không được nữa quay đầu lại xem. Vừa thấy, lập tức biến đổi sắc mặt, bạo liệt trùng. Ma cưu, không ngờ người nuôi dưỡng loại đồ vật tà ác này. Tô Nam kêu to lên, trong giọng nói xen lẫn sợ hãi khó có thể ức chế, thậm chí còn mơ hồ mang theo ý tuyệt vọng. Bạo liệt trùng cũng là một loại hàng đầu thuật của Đan Mạn, hơn nữa cực kỳ cao thâm. Chỗ tà ác nhất của loại bạo liệt trùng này, chính là mỗi một con bạo liệt trùng dưỡng thành, đều phải trả giá bằng một mạng người. Nói cách khác, mỗi một con bạo liệt trùng, đều cần một lò đỉnh, hoặc là một ký chủ. Hàng đầu sư lấy người sống làm lò đỉnh, luyện chế hàng đầu thuật, lại trên người ký chủ này, bồi dưỡng bạo liệt trùng. Bạo liệt trùng từng chút từng chút hấp thu nguyên thần tinh khí của ký chủ, đợi tinh khí của ký chủ mất hết cũng chính là ngày bị mất mạng, thì chính là lúc bạo liệt trùng được dưỡng thành. Mỗi một con bạo liệt trùng chính là một hàng đầu sống. Hàng đầu bồi dưỡng trên người ký chủ đều chuyển rời lên trên người bạo liệt trùng. Lấy người sống làm lò đỉnh, nhiều năm bồi dưỡng ra hàng đầu. Chỗ lợi hại này, đương nhiên không phải là nhỏ hơn nữa bạo liệt trùng đều là tiêu hao phẩm duy nhất. Một khi bạo liệt nổ ra, đối thủ chỉ cần bất kỳ một bộ vị nào trên thân thể dính lên một chút, lập tức sẽ lan ra toàn thân. Nếu bạo liệt trùng không phải lợi hại như vậy, lại có hàng đầu sư nào nguyện ý bỏ ra tinh lực và tâm huyết lớn như vậy đi bồi dưỡng chứ? Huống chi còn phải mạo vào cái tội lớn nhất thiên hạ, lấy người sống làm, lò đỉnh. Dù sao đây không phải thời đại hoang dã, Đan Mạn Quốc cũng là quốc gia pháp chế nghiêm mật, Hàng đầu sư lấy người sống làm lò đỉnh để tế luyện hàng đầu, pháp luật cũng không thể bỏ mặc. Bị hàng đầu sư đối địch biết, lại sẽ coi đây là lý do liên lạc với đồng đạo khác, thảo phạt loại hàng đầu sư tà ác này. Một mặt, là có thể đạt điểm đạo đức cao, mà chủ yếu nhất lại là không có hàng đầu sư nào muốn đối thủ của mình nắm giữ loại bạo liệt trùng uy lực lớn đến bỉ y thái này. Cho nên, hàng đầu sư bình thường tuyệt không có điều kiện luyện chế bạo liệt trùng. Cho dù cơ duyên xảo hợp có điều kiện như vậy, bình thường cũng là lén lút luyện chế một hai con, làm thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng tới ẩn giấu. Hiện tại Ma Cưu vừa ra tay chính là sáu con bạo liệt trùng, trình độ xa xỉ này có thể so với phú hào siêu cấp thế giới trực tiếp lấy viên kim cương lớn đập người. Bởi vậy có thể thấy được, Ma Cư đối với trận chiến này chí ở tất thắng, cho dù phí sáu con bạo liệt trùng duy nhất, cũng phải giữ chân Tô Nam lại, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Dựa vào khả năng của Ma Cưu ngoại trừ Tô Nam, Cao Trừng, nạp tả ba vị đại hàng đầu sư siêu cấp này ra, toàn bộ đan mạn quốc không có người nào khác đáng để ông ta dùng bạo liệt trùng để đối phó. Cho nên ma cư gần như là chuyên môn luyện chế bạo liệt trùng vì ba người này, hiện giờ dùng để đối phó Tô Nam, đương nhiên là dùng tất cả, không tiếc chút nào. Dưới tình thế cấp bách, Tô Nam cũng là hét lớn một tiếng, sáu gã âm bộc bỗng nhiên từ trong cơ thể ông ta xông ra, chia ra khắp nơi, phiêu phiêu đáng đáng tiếp đón sáu con bạo liệt trùng. Chỉ nghe mấy tiếng, phù phù, vang nhỏ, sáu con bạo liệt trùng kim quang lóng lánh gần như là đồng thời nổ tung ở giữa không trung, một cơn lốc màu vàng đột nhiên nổi lên, mang theo sóng khí ngập trời, trong nháy mắt đã bao sáu gã âm bộc vào. Một tiếng vang, oanh, thật lớn. Sáu gã âm bộc trong nháy mắt đã nổ tan xác, hóa thành một đám xương đen lớn, trái lại bao vây lấy cơn lốc màu vàng vào trong đó, mạnh mẽ ép xuống, lại mạnh mẽ căng phồng lên, rằng co lẫn nhau. Bịch, trong nháy mắt một tiếng, bịch, vang lên, đám xương màu đen hoàn toàn nổ tung, cùng với cơn lốc màu vàng kích bắn ra bốn phương tám hướng. Ma cư biến sắc, tay trái nắn bí quyết, miệng lẩm bẩm tay phải vẽ mấy cái vòng tròn ở trước người, chân nhún một chút, thân mình phiêu nhiên lui ra phía sau. Ông ta cũng không ngờ Tô Nam quyết tuyệt như thế, trong lúc nguy cấp, không ngờ tự nổ sáu gã âm bộc khổ tu nhiều năm, đồng quy vô tận với bạo liệt trùng của ông ta. Loại uy lực thật lớn này, cho dù là ma cư ông ta, cũng không muốn chính diện chịu đựng. Mặc dù nói, Tô Nam đây là bị bức bất đắc dĩ mới không thể không liều mạc, nhưng sáu gã âm bộc ít nhất nuôi hai ba mươi năm, gần như đã đồng đẳng với một bộ phận trên thân thể của ông ta, nói là phân thân của ông ta cũng không sai, nhiều năm tới nay, không biết đã giúp ông ta bao nhiêu lần. Trong khoảng khắc, liền quyết định tự nổ sạch sẽ, vị giáo chủ nạp cát này, quả nhiên cũng là loại người hung ác. Cùng lúc đó, Tô Nam một tiếng kêu thảm, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, thân mình chợt lóe trốn vào trong bụi trúc một con đại xà lân giáp đen thùi như sắt phòng ở giữa lùm trúc lưỡi rắn phun ra nuốt vào từ trên cao nhìn xuống hung tợn nhìn thẳng ma cưu hai mắt đỏ rừng rực tràn đầy ý oán độc và oán hận đây là linh sủng bồn mạng của tô nam nhìn qua đại xà này vẫn uy phong lấm lấm, đằng đằng sát khí làm người ta vừa thấy liền trong lòng run sợ ma cưu lại có thể tinh tường cảm giác được hơi thở của đại xà vô cùng không ổn định lúc mạnh lúc yếu. Rất rõ ràng, bản thân Tô Nam đã bị trọng thương, cho nên ảnh hưởng đến linh sủng bổn mạng của ông ta. Bất kể là giáo chủ nạp cắt hay là linh sủng của y, đều đã là nỏ mạnh hết đà. Đợi đến khi cơn lốc màu vàng và xương mù màu đen hoàn toàn tan hết, ma cưu này mới chậm rãi đi về phía trước, đứng lại ở chỗ cách bụi trúc không xa, liếc mắt nhìn đại xà màu đen một cái, mặt lộ vẻ khinh thường. Tô Nam, đến mức độ này, người còn không chấp nhận số mệnh sao? trầm mặc một chút, Ma Cưu chậm rãi nói. Ma Cưu, không ngờ ngươi lại luyện chế bạo liệt trùng loại vật này, hơn nữa lại luyện nhiều như thế. Đáng tiếc cho ngươi tự xưng là đại quốc sư, trong lịch sử đan mạn quốc chúng ta, có đại quốc sư tả ác như ngươi như vậy sao? Trong bụi trúc, vang lên giọng nói cực kỳ tức giận của Tô Nam. Nghe ra, Tô Nam đang cố gắng khống chế tiếng nói của mình. Nhưng vẫn là kìm chế không nổi có một chút run rẩy cũng không biết là tức giận hay là bởi vì bị thương quá nặng. chương 515, Bạo Liệt Trùng 2 Bất kể là ai cũng biết tầm quan trọng của xúc quỷ đối với hàng đầu sư, thủ đoạn của hàng đầu sư chỉ ít có một nửa phải dựa vào âm quỷ để phát huy. Hơn nữa âm quỷ và bản thân hàng đầu sư là tâm ý thông nhau. Bỗng nhiên lúc đó, sáu gã âm quỷ đồng loạt tự nổ, cố nhiên khiến Tô Nam tránh thoát một kiếp, thần hồn cũng đã bị thương nặng. Thậm chí ngay cả khí lực trốn ra khu buôn bán bên kia đều không có, chỉ có thể trốn vào trong bụi trúc này, kéo dài hơi tàn nhất thời. Ha ha, những con bạo liệt trùng đó đều là dùng tử tù làm lò đỉnh để tế luyện đấy. Bọn họ vốn là lên thượng đài hành hình, ta để cho bọn họ sống lâu thêm mấy năm, lại cấp cho nhà bọn họ một số khoản tiền khả quan làm bồi thường, có cái gì không tốt chứ? Ma cư cười lạnh nói nói. Hừ, thiệt thòi ngươi vẫn là đại quốc sư, thượng đài hành hình và bị trùng nuốt sạch sẽ, có thể là một khái niệm sao? pháp luật quốc gia quy định như thế nào, vậy nên làm như thế đó, người tại sao có thể tùy tiện phá hỏng pháp luật. Còn ở nơi này nói sầm bậy. Ma Cưu cười ha hả, nói. Tô Nam, cho dù ngươi nói rất có đạo lý, ngươi lại có tư cách gì để giáo huấn ta. Ngươi đến mạng của mình đều không bảo đảm, ở thế giới của hàng đầu sư, lời nói của kẻ yếu không có trọng lượng. Ngươi cho là ngươi nhất định có thể thành công sao? Ma Cưu, có bản lĩnh ngươi tới gợi yêu ta ta đi ta với người quyết nhất tử chiến. Vậy sao, chẳng lẽ người còn có thủ đoạn gì nữa? Sao không thi triển đi? Được, tôi sẽ cho người chết. Ma cưu khinh thường nói, tay vẫn như thế, một đấm lửa khói màu xanh bắn ra, hóa thành một con con bướm xanh mơn mờn, bay về phía bụi trúc. Tô Nam hiện tại suy yếu đã cực, Ma cưu không cho rằng ông ta còn có sức hoàn thủ gì. Một đám lửa khói màu xanh cũng đủ để giải quyết xong ông ta. Ai ngờ tình hình hoàn toàn sai lầm lửa khói màu xanh vừa bay đến trên không bụi trúc, lập tức tựa như gặp phải một tấm lưới khổng lồ vô hình, như thế nào cũng xuyên không thấu, chỉ có thể ở trên không xoay quanh bay múa. A, à, nơi này rõ ràng còn có chút cổ quái, mà cưu hai hàng lông mày nhân lại, thần niệm tìm tòi ở phía trước, lập tức hai hàng lông mày giãn ra, nói: "Ừ, là mấy gã đạo sĩ nguyên thành tử dở cho quỷ, không có gì cũng kéo dài không được bao nhiêu phút đồng hồ." Mặc dù ma cưu cảm thấy hơi thở cấm chế ở trong bụi trúc và khí thức của nguyên thành tử Ngọc Dương Quan có chút khác nhau, nhưng nhất định là đạo thuật hoa hạ, không thể nghi ngờ. Ở thành lạc gia, ngoại trừ nguyên thành tử và môn nhân Ngọc Dương Quan, cũng không có người khác biết đạo thuật. Ma cưu cũng không phải là quá để tâm, xem chừng lúc này, nguyên thành tử và môn nhân bản mạng của lão ta cũng sắp bị linh sủng bổn mạng của mình tiêu diệt hết. Tô Nam Tránh ở trong bụi trúc cũng khẽ thở phào một cái. Trước đó, dường như nhìn thấy tiêu phàm đi đi lại lại ở trong này một hồi lúc ấy cũng không quá để ý không ngờ hắn quả nhiên ở trong này đã chuẩn bị hậu thuẫn chỉ tiếc hậu thuẫn vì tay bố trí này ở trước mặt ma cưu đại quốc sư khẳng định cũng kiên trì không được bao lâu ma cưu mặc dù ngươi ở trong này trì hoãn ngươi cho là tối nay người đi tới trang viên của ngươi chỉ có mấy người sai vượng bọn họ thôi sao mắt thấy ma cưu hai tay nắn bí quyết miệng lẩm bẩm sắp tác pháp tiến công Tô Nam bỗng nhiên nói. Ha ha, Tô Nam, người cũng là thân phận giáo chủ của một phái, ít nhiều bận tâm mặt của ngươi một chút. Đến lúc này, còn nói nhăng nói cuội, người cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao? Có thể cứu người một mạng sao? Ma Cưu cười lạnh nói nói. Ha ha, tốt lắm, vậy ngươi tới gỡ yêu ta ết ta đi. Tô Nam cũng cười lạnh. Ma Cưu gửi lạnh một tiếng, không nói hai lời, hai tay dương lên, sắp phát động một kích kinh thiên chợt dừng lại động tác, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại phía trang viên ma cưu, sắc mặt chợt đại biến. Sơn trang ma cưu trong vòng mấy chục dặm. Trong thạch trận, cơ an ni rút thanh trường đao từ người sai vượng ra, chỉ nghiêng xuống mặt đất, từng giọt máu tươi chảy dọc theo lưỡi đao xuống, vang lên tiếng tí tách. Cơ an ni thở hổn hển, cố gắng làm cho hơi thở của mình đều đặn trở lại. Thành công trong việc đánh bại sai vượng, nhưng cơ an ni cũng tuyệt đối không thể bình chân như vậy như trong tưởng tượng được cái con chăn khổng lồ kia bị mất mạng dưới móng vuốt sắc nhọn của con chuột nhỏ, mặc dù không phải là linh sủng bổn mạng của gã, nhưng cũng không phải là loài thú cưng bình thường, nó đã rất gần gũi với linh sủng bổn mạng rồi. Đây là một phương pháp mới mà trong những năm gần đây sư phụ của gã ta là ma cưu đại quốc sư mới thử nghiệm thành công, có thể dùng giống như phương thức bồi dưỡng linh sủng bổn mạng, bồi dưỡng linh sủng thứ hai. Linh sủng thứ hai mang rất nhiều đặc trưng của linh sủng bổn mạng, có thể làm cho người ngoài hiểu nhầm rằng đây chính là linh sủng bổn mạng. Lúc đấu pháp hàng đầu thuật kịch liệt, kiểu hiểu nhầm này tuyệt đối là trí mạng đấy. Ví dụ như sai vượng. Chỉ cần linh sủng bổn mạng bị gờ yêu ta -S, hàng đầu sư cũng sẽ mất mạng theo, đây là luật thép của giới hàng đầu. Cho đến ngày nay, chưa hề xuất hiện bất cứ điều bất chắc nào. Vì thế, chứng kiến cơ an ni ngã xuống, sai vượng đương nhiên sẽ không đi điều tra sự sống chết của gã nữa, hoàn toàn không làm điều vốn dĩ vô ích đấy nữa. Sai vượng cũng không ngờ rằng, mà cựu đại quốc sư lại đào tạo nên thứ đồ vật nghịch thiên, linh sủng thứ hai, này. Đương nhiên, bởi vì, linh sủng thứ hai, có rất nhiều đặc trưng của linh sủng bổn mạng, hoàn toàn khác với linh sủng thông thường, cũng có mối liên hệ tinh thần với hàng đầu sư. Linh sủng thứ hai mất mạng mặc dù không gây nên hậu quả nghiêm trọng giống như việc linh sủng bổn mạng mất mạng, nhưng thương tổn đối với hàng đầu sư cũng tuyệt đối không nhẹ, nếu không thì làm sao có thể dễ dàng giấu diềm sai vượt, một đại hàng đầu sư nhất đẳng như vậy được. Thời gian cơ an ni luyện chế linh sủng thứ hai vẫn chưa lâu, linh sủng thứ hai bị g i ta tổn hại đối với gã ta đặc biệt nghiêm trọng. Sau trận này cần phải tính dưỡng ít nhất vài tháng, mới có thể tạm thời hồi phục được tinh thần bị tổn thương. Cũng may bốn tên đại hàng đầu sư của nạp cát phái xông vào trang viên đã bị mất mạng hết, vì thế cơ an ni có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Ngay lúc đó, Cơ An Ni bỗng nhiên cảm thấy giống như có một mối nguy hiểm cực độ cận kề ngay mình. Mối nguy hiểm này đến đột ngột như thế, trước đó mấy phút còn không có chút cảm ứng nào, thế mà bỗng nhiên xuất hiện ngay sau lưng, hơn nữa lại gần trong gang tắc. Bá! Cơ An Ni dương trường đao lên một cách mạnh mẽ. Sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ nện xuống đầu chân áp. Trong chớp mắt, Cơ An Ni chỉ cảm thấy lực đè xuống đỉnh đầu rất nặng, đè đến mức các khớp xương khắp người gã rung lên, khanh khách các gân xanh trên cổ cơ an ni tách ra, hai mắt giống như chuông đồng tròn xoe trợn trừng, hai cánh tay khẽ run. Gã ta cố gắng muốn vùng trường đao trong tay, nhưng cuối cùng lại không có cách nào. Từ khi cơ an ni bắt đầu hiểu chuyện, thì vẫn chưa từng chịu đựng áp lực lớn như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ an ni nghi ngờ rằng có ngọn núi sập xuống rồi, đường đường đè lên người gã. Ngay sau đó, đôi chân của người khổng lồ cũng run rẩy lên, phần eo và đầu gối cũng bắt đầu rung lên khanh khách dưới lực khổng lồ như thế đại hàng đầu sư bất cứ lúc nào cũng có thể quỳ xuống tuyệt đối không được quỳ trong lòng cơ an ni điên cuồng hét lên đây là điểm mấu chốt cơ bản nhất của một đại hàng đầu sư nhiều năm như vậy cơ an ni chỉ quỳ trước thần linh và sư phụ ma cưu đại quốc sư của mình ngoài ra đều là người khác quỳ trước gã mà hiện tại tên địch kia lại ép gã quỳ xuống điều quan trọng nhất là ngay cả khuôn mặt của tên địch kia, gã cũng không nhìn thấy, đều không rõ là nam hay nữ. Lẽ nào lại có lý đó? Không có bất cứ người nào có thể cuồng vọng như vậy. Cứ coi như là sư phụ ma cưu đại quốc sư của gã ta, cũng chưa từng đối đãi như thế với gã. Một tiếng, lạc. Cuối cùng hàng đầu sư khổng lồ cũng không chịu nổi, đầu gối trái quỷ xuống. Một luồng nhiệt huyết sông thẳng lên đỉnh đầu, cơ an ni thét lớn một tiếng, dồn sức vào eo bật lên, đầu gối trái vừa mới tiếp xúc với mặt đất lại bắn lên. Cơ An Ni có thể nghe thấy rất rõ eo lưng của mình phát ra tiếng chèn ép đáng sợ. Ngay vào lúc này, sau lưng Cơ An Ni phát ra một luồng sáng màu đỏ, một tờ phù lục dán lên trên cổ cường tráng của gã ta. Cơ An Ni chỉ cảm thấy đầu hơi choáng, tất cả hồn vía đều bị tổn thương nặng, làm thế nào cũng không thể chịu được nữa, hai đầu gối phải quỳ xuống. Thanh trường đao bách luyện thép tinh đó cũng không thể chịu được áp lực nặng nề, vang lên một tiếng, rốp, gãy ra làm hai khúc. Audio điện tử võ tấn bền chương 516, Thánh Tuyền sau đó, cơ An Ni liền nhìn thấy một người. Một chàng trai trẻ người hoa nhã nhặn nho nhã, thậm chí có chút gầy yếu, lờ mờ đứng trước người gã. Cơ An Ni ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một cách dữ tợn. Chàng trai này vốn dĩ thấp bé hơn nhiều so với gã ta, khi đứng trước mặt gã thì như một đứa trẻ con vậy. Mà giờ, gã ta lại phải ngẩng đầu nhìn lên ngươi là ai từ trong chỗ sâu thẳm của cổ họng cơ an ni thốt lên ba chữ như vậy ngôn ngữ nói ra chính là tiếng hán bởi vì chàng trai này vừa nhìn đã biết không phải là dân bản địa mà là người hoa cao cao tại thượng ở thành lạc gia kia ta là tiêu phàm cơ an ni đại sư ngươi mệt rồi nên đi nghỉ trước đi tiêu phàm khẽ cười nói không đợi cơ an ni hỏi đến câu thứ hai trong đầu trời đất quay cuồng đến đây liền hôn mê bất tỉnh. Một hàng đầu sư tinh thần vừa mới chịu sự tổn thương nặng, chưa từng hồi phục, đương nhiên không phải là đối thủ của trưởng giáo chân nhân đương đại võ cực môn. Tiêu phàm không lấy mạng gã ta đã là hết sức nhân nhượng rồi. Có điều tinh thần cơ an ni hai lần chịu tổn thương nặng rồi, ít nhất trong vòng 6 tháng chắc chắn sẽ mất đi bất cứ năng lực chiến đấu nào, sẽ không có bất cứ sự uy hát yêu ta ép nào đối với tiêu phàm. Về sau có thể phục hồi như cũ được không, còn phải xem vận khí của gã thế nào nữa. Thả cơ an ni ra, tiêu phàm lúc này mới thăm dò cẩn thận tình hình trong thạch trận. Với sự khống chế của sức mạnh thần niệm và sức mạnh cảm ứng của bảo vật, thì thạch trận vẫn còn tồn tại, hơn nữa lại càng thêm lợi hại. Trong phạm vi nho nhỏ này, sức mạnh thần niệm gần như hoàn toàn không có cách nào để ly thể. Huyền vũ giáp cũng im lặng, không có bất cứ phản ứng nào. Cũng may phạm vi của thạch trận rộng như vậy, cho dù màn xương đen dày đặc, âm hàn kích thể, Tiêu Phàm vẫn rất nhanh liền lưu động một vòng, nhận định chắc chắn rằng sẽ không có sự tồn tại của hàng đầu sư khác hoặc là các loại linh trùng linh sủng nữa. Không hổ là vùng cực âm của quốc gia cực nhiệt, hơi thở âm hàn của nơi này rất khác thường. Dù là Tiêu Phàm pháp thuật tu vi uyên thâm, nội lực thâm hậu vô cùng, ở đây quá lâu thì cũng khó có thể chịu được. Không thể không nhắc tới Hạo Nhiên chính khí, toàn thân lưu truyền, ngăn chặn âm khí kỳ hàn có thể thâm nhập thẳng vào sâu thẳm linh hồn. Tuy nhiên hạo nhiên chính khí vừa lưu chuyển toàn thân, kỳ hàn đó lập tức bị loại bỏ ra bên ngoài cơ thể, khó có thể dựa vào. Dường như hạo nhiên chính khí chính là khắc tinh của khí âm hàn này. Chỉ có màn xương đen đang bao phủ trên thánh tuyền lại càng thêm dày đặc. Tiêu phàm thở ra thành tiếng, hạo nhiên chính khí xoay chuyển, đánh, hô, một trường, kích thẳng ra ngoài, trong phút chốc trường phong gào thét, uy thế rất kinh người. Chỉ tiếc là không có người ở bên, không biết trưởng giáo chân nhân võ cực môn ôn tồn lễ độ ra tay cũng có lúc uy mãnh hống hách như thế này nơi mà trưởng phong lướt qua màn xương đen cuồn cuộn đều đều tản ra về hai phía một pho tượng hình người nhỏ bé hiện ra cái bóng đồng thời cũng hiện ra một góc của thánh tuyền mặt nước đen xì như mực hàn khí kinh người thậm chí ngay cả tia sáng chiều ở trên cũng không có phản xạ hình như đây không phải là một dòng nước trong mà là một lọ mực dày đặc dù là tiêu chân nhân trưởng lực kinh người, hạo nhiên chính khí thiên nhiên khắc chế âm khí kỳ hàn của nơi này, bề ngoài của thánh tuyển này cũng tầm khoảng 7 chục mét vuông, xương màu đen tích động thực sự quá dày đặc. Một trưởng đi qua cũng chỉ có thể xua tan một góc nhỏ của màn xương đen đó, làm lộ ra một phần dung mạo thật sự. Hơn nữa, trưởng phong vừa thoáng qua, xương đen lập tức tụ lại, che lấp hết tất cả mọi thứ. Chính tại phút chốc ngắn ngủi này, tiêu phàm cũng có thể nhìn ra, cái pho tượng hình người nho nhỏ kia chính là được đặt trên vách đá của cái ao, toàn thân được tạo thành bởi bạch ngọc. Đó là dáng vẻ của một cô gái, thân hình ló an pha lồ, dáng người vô cùng xinh đẹp, miệng mũi trên mặt tự nhiên, rất có hồn, giống như lúc nào cũng có thể sống trở lại vậy. Chạm trổ tinh xảo vô cùng, ở cạnh nơi cách pho tượng cô gái không xa lại có một pho tượng hình người con trai, cũng là ló an pha lồ, hình thái khác nhau, nhưng lại là gương mặt dữ tợn. Trong lòng tiêu phàm vừa động, quay đầu lại phía sau nhìn vào cái cột cách đó không xa cái khác trên cột đá này cũng là hình dáng lõ an pha lồ của một người con gái dường như cũng được nhào nặn bằng bạch ngọc trên vách đá hồ thánh tuyền cũng là cùng một cô gái chỉ có điều là lớn nhỏ khác nhau cột đá cao tới mấy trượng cô gái khỏa thân ngực to mông nở lộ ra vẻ đồ sộ đặc biệt mà điêu khắc bạch ngọc trên vách hồ này lại còn thấp bé hơn một ít xem ra nhìn thon thả xinh đẹp hơn nhiều nhưng hình thái Diện mạo cả hai rõ ràng là đều giống nhau. Tiêu Chân Nhân mặc dù hiểu biết sâu rộng, nhưng trong phút chốc cũng là không hiểu ra sao cả, những pho tượng đặt ở chỗ này là có dụng ý gì? Là ý đồ đặc biệt của hàng đầu sư hay là một thứ đồ đằng cổ kính nào? Hoặc là thần chỉ thờ cúng của bất cổ phái. Tiêu Phàm không có thời gian đi tìm hiểu sâu về cái này, liền ngồi khoanh chân xuống bên cạnh thánh tuyền, cổ tay vừa lật, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn màu xanh chính là Tạo hóa hoàn, một trong tam bảo trấn giáo của Võ Cực môn. Tuy nhiên Tạo hóa hoàn này chỉ là một chế phẩm mô phỏng, chính phẩm sớm đã thất lạc nhiều năm rồi. Giống với văn chương thất lạc của Vô Cực môn, là bảo vật mà bao thế hệ truyền nhân vô cực chăm chỉ cần cù muốn tìm về. Hiệu ứng lớn nhất của Tạo hóa hoàn này chính là có thể hội tụ linh khí, liên tục không ngừng cung cấp năng lượng lớn mạnh cho chủ nhân. Chính phẩm Tạo hóa hoàn còn có rất nhiều công hiệu thần kỳ khác. Chế phẩm mô phỏng lại không có sự thần kỳ như thế, linh khí hội tụ cũng không đậm đặc như linh khí của chính phẩm được. Ngày bình thường Tiêu Phàm rất ít dùng đến tạo hóa hoàn. Suy cho cùng thì trên thế giới này, cao thủ có thể chống đối lại với trưởng giáo chân nhân đương đại võ cực môn rất ít thấy. Đối thủ cần Tiêu Phàm dùng đến phương thức đánh lâu dài để quyết định thắng thua càng hiếm có, ít lại thêm ít. Tuy nhiên ở trước thánh thuyền của bất cổ phái, cực kỳ kỳ dị này, Tiêu Phàm không dám sơ suất đặc biệt nơi đây là vùng trọng điểm của trang viên Ma Cưu, bên ngoài có không ít hàng đầu sư và vệ sĩ mang súng đang tiến tới đây. Cơ khinh xa đã giao thủ với bọn chúng, nhờ vào sự bố trí dọc đường của tiêu phàm, ể có thể làm chậm hành động của chúng, nhưng sớm muộn gì thì cũng sẽ xông đến nơi này. Điều cấp bách nhất chính là, Ma Cưu đại quốc sư bất cứ lúc nào cũng có thể trở về đây. Tiêu phàm không có nhiều thời gian để có thể trì hoãn. Tiêu phàm lập tức đem, tạo hóa hoàn, xanh mơn mởn đeo vào ngón tay trò tay trái, lập tức liền cảm nhận được một luồng linh khí trời đất dồi dào vô cực đang từ, tạo hóa hoàn, liên tiếp tràn ra ngoài, hấp thu một chút, liền làm cho người ta phấn chấn tinh thần hẳn lên. Tiêu phàm hai đầu gối ngồi xếp bằng, tay trái thả trước ngực, tay phải nắn bí quyết, miệng lẩm bẩm và bắt đầu làm phép. Linh khí trời đất xung quanh quay cuồng và bắt đầu khởi động, lấy tiêu phàm làm trung tâm, tụ tập lại phía bên này. Trong thạch trận tràn ngập xương đen, sự biến hóa của linh khí thiên địa cũng theo đó mà cuồn cuộn không ngừng. Mở, tiêu phàm bất ngờ hét lớn một tiếng, song trường đều xuất hiện. Một luồng sức mạnh to lớn chợt phun ra mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của trưởng vừa rồi, nó tựa như vạn mã lao nhanh, cuồn cuộn về phía trước. Trên thánh tuyền bao phủ màn xương đen sền sệt, vừa gặp phải lực mạnh này liền lập tức tan về phía sau. Thánh tuyền thần bí này cuối cùng cũng lộ ra diện mạo thật trước mặt tiêu phàm, một dòng nước suối đen như mực hiện ra trước mắt tiêu phàm. Dưới ánh trăng lờ mờ, giống như một chiếc gương đồng đánh bóng không đều, không có cảnh trí trong suốt, cứ giống như một tấm sắt tối đen như mực vậy. Mặc dù màn xương đen trên không của thánh Tuyền đã bị xua tan, nhưng tiêu phàm vẫn có thể cảm nhận được kỳ hàn đến thấu xương đang từ trong suối nước bay lên, tỏa ra bốn phía. 12 cái cột đá lớn tạo thành thạch trận, tác dụng lớn nhất dường như là để ngăn cách trong ngoài, không để cho kỳ hàn âm khí ở đây lại xâm nhập ra bên ngoài, nếu không thì sơn trang ma cưu đều sẽ bị đông thành băng. Cũng giống như thế, nếu âm khí ở đây tiêu tan giữa trời đất, thì cũng sẽ không còn cách nào để tạo ra thần dược, xích viêm thảo, như thế nữa. Vách tường của thánh tuyền được xây dựng bởi việc xây đắp một loại nham thạch màu đen. Trên vách ao lại là tượng đá được điêu thành bởi 12 tôn bạch ngọc, được sắp xếp một cách ngay ngắn. Có 6 nam, 6 nữ, hình thái mỗi người khác nhau, nhưng đều người trần như nhộng, đối ứng với cột đá cao lớn ở bên ngoài. chương 517, Diện mạo thật của Lư Sơn Đối với những thứ này, tiêu phàm chỉ là lướt qua mà thôi, hai mắt ngay sau đó hướng về phía trung tâm thánh tuyền. Ở nơi đó, có ba cái lá sen màu xanh biếc, có thể, đó không phải là lá sen, chỉ là nhìn qua thì có chút giống mà thôi. Ba cái lá sen tạo thành một đồ án hình chữ phẩm, lá sen ở chính giữa, lại nở ra một đóa hoa đỏ tươi thắm, chợt nhìn, loài hoa màu hồng này có phần giống với hoa sen, nhưng nhìn kỹ một chút thì có thể nhìn thấy có sự khác nhau rõ rệt. Loài hoa màu hồng này không to, nhưng lại tươi sắc hơn nhiều so với hoa sen. Toàn thân đỏ chét, tựa như được tạo nên bởi việc chạm trổ mã não màu hồng, trong suốt lóng lánh, tạo cho con người một cảm giác rất ảo, càng giống như là vật phẩm trang sức của người nhân công tạo ra. Xích viêm thảo. Tiêu phàm thì thầm nói, trong mắt cũng toát lên thần sắc cực kỳ sốt ruột hiếm thấy. Trong, Duy Tân Tổ Sư Văn Tập không miêu tả một cách tỉ mỉ hình dáng của xích viêm thảo, nhưng tiêu phàm dường như có thể chắc chắn được ngay, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là xích viêm thảo. Đối với các loại dược vật, tiêu phàm có thể được coi là kiến thức sâu rộng. Rất nhiều loại kỳ dược người khác chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, tiêu phàm không những dự trữ, mà thậm chí còn sử dụng rất nhiều lần rồi. Nhưng có rất ít loại cỏ dược gì có thể giống với cây hoa màu hồng này, có thể mang lại cho hắn sinh khí mãnh liệt như thế. Sức sống như biển, cứ coi là dưới sức mạnh chèn ép của thạch trận, sinh khí của loài thảo dược này vẫn phát tán ra liên tiếp không ngừng. Cả thánh tuyển dường như là một tấm sắt đen nhánh, duy chỉ có xung quanh, xích viêm thảo, có một chút gợn sóng nổi lên, có thể nhìn thấy nước gợn chuyển động, cũng không giống với các mặt nước khác, có kỳ hàn thấu xương bay lên. Xích viêm thảo, tắm mình trong linh khí trời đất, hấp thu tinh hoa âm dương, bình thản ôn hòa như vậy mới có hiệu quả cải tử hoàn sinh, nếu là vật trí âm hoặc trí dương, thì đương nhiên dược hiệu mãnh liệt không gì sánh bằng. Thế nhưng lại mất đi khí ôn hòa, khó tránh khỏi được thiếu sót. Có điều, nói một cách nghiêm túc thì loài hoa màu hồng tươi đẹp vô cùng này chỉ là một nụ hoa, mới khẽ nở, chứ chưa nở rộ. Tâm trạng hừng hực của tiêu phàm thoáng cái đã hạ bớt, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng sâu sắc. Cây, xích viêm thảo, này chưa hoàn toàn trưởng thành. Mặc dù hiện tại cảm giác, sinh khí của Xích Viêm Thảo vô cùng dồi dào, nhưng biển tích ghi lại, Xích Viêm Thảo chưa hoàn toàn trưởng thành, vì thế hiệu quả trị liệu sẽ giảm bớt đi. Khó trách mà cưu trở về trang viên sống lâu như thế rồi mà vẫn chưa bắt đầu tu luyện, thiên quỷ hàng, dự là ông ta cũng đang chờ đợi sự hoàn toàn trưởng thành cuối cùng của Xích Viêm Thảo. Tuy nhiên tiêu phàm không bởi như vậy mà rời đi, hai mắt khép hờ, châm ngân một lúc, sau đó đứng dậy và làm một trường đẩy ra ngang. Mặt nước tĩnh lặng như gương, cuồng phong chợt đến, cuối cùng nổi lên một trận gợn sóng. Năm ngón tay Tiêu Phàm như câu, triển khai Cầm Long Công, một trận thủy tiến tinh tế và trong suốt bay về phía bên này, ngay tức khắc kỳ hàn đập vào mặt. Tiêu Phàm lật cổ tay một cái, Càn Khôn đỉnh hiện ra, trận thủy tiến đó vẽ ra một đường cong duyên dáng trên không trung, rơi vào bên trong Càn Khôn đỉnh. Tiêu Phàm lại trầm ngâm nhìn lại, trong Càn Khôn đỉnh có nhiều giọt nước suối tuyệt đối không phải là bộ dạng đen như mực ấy mà là trong suốt thoáng có mùi thơm cai khí kỳ hàn thấu xương kia đã biến mất không còn thấy bóng nào đâu nữa tiêu phàm gật đầu hài lòng xem ra nước suối này không có điều gì bất thường khác chủ yếu là do địa mạch ở đây quá mức băng hàn tạo nên vừa rời khỏi địa mạch khí kỳ hàn được càn khôn đỉnh hấp thu nước suối liền khôi phục lại trạng thái bình thường cứ như vậy dòng thánh tuyền này không đến mức sẽ gây nên trở ngại quá lớn đối với việc hắn hái, xích viêm thảo. Nhìn sâu vào, xích viêm thảo, ở giữa thánh tuyền, trong mắt tiêu phàm trợt hiện lên vẻ kiên quyết, không nhìn về phía, xích viêm thảo, nữa, mà bắt đầu xoay vòng quay thánh tuyền, dưới chân dẫm lên phương vị thất tinh, hai tay nắn bí quyết, miệng lẩm bẩm Mỗi một cột đá trước mặt đều phải dừng lại ở một hồi, duỗi ngón tay ra, vừa vẽ vừa viết trên cột đá. Nếu có người nhìn thấy, họ còn tưởng rằng người này bị điên rồi tất nhiên nếu đại sư tinh thông thuật pháp ở đây thì lập tức có thể nhìn ra tiêu phàm đang khắc trận vân của mình trên cột đá này động tác của tiêu phàm rất nhanh ước chừng một khắc đồng hồ thì rất nhanh quay được một vòng lúc này hắn đã có thể cảm ứng được một cách rõ ràng hơi thở của cơ khinh xa đang rất nhanh hướng gần về phía bên này xem ra những thủ đoạn nhỏ mà hắn bố trí ở trong mê cung đã sắp mất hiệu lực rồi tiêu phàm miệng niệm bí quyết giang tay phải ra chỉ hai chỉ, khắc một chuỗi đường hoa văn cực kỳ cổ quái chọc trời trên cột đá cuối cùng. Bỗng nhiên lúc đó, âm, um, một tiếng, toàn bộ thạch trận gần như đều chấn động. Trên 12 cái cột đá, lóng lánh chút hào quang, giống như bọt nước vậy, vây quay cột đá và không ngừng quay cuồng về phía trước. 12 luồng hơi thở quỷ dị từ đỉnh cột đá phun ra, từ trên vách suối 12 đỉnh đầu điêu khắc bạch ngọc TA ớ huyền ITA Upsilon OIG bắn thẳng vào trong phút chốc toàn bộ thánh tuyền đều sôi trào lên, vốn dĩ đen như mực, nước suối chắc tựa như thép, cuồn cuộn lên bọt khí. Từng đợt từng đợt âm khí bay lên từ trong nước suối, liền bị 12 điêu khắc bạch ngọc TA ở huyền ITA Upsilon OIG lần lượt hấp thu vào. Tiêu phàm dáng vẻ nghiêm túc, người lùi về sau hai bước, hai mắt nhấp nháy, dán mắt nhìn vào thánh tuyền và điêu khắc bạch ngọc trước mắt, kỹ xảo phiên chuyển, một chồng phù lục chua xa dày cộm đã nắn gọn trong lòng bàn tay tay trái nắn bí quyết, dựng thẳng trước ngực, miệng nhẹ nhành niệm chú. Một luồng hơi thở mạnh mẽ vô cùng, đi ra từ cơ thể của hắn. Nước suối bên trong thánh tuyển cuồn cuộn mạnh mẽ, kỳ hàn âm khí rót nhanh vào trong 12 điêu khắc bạch ngọc. Toàn bộ trên thánh tuyển chờ tối sầm lại, một khối xương mù dày đặc màu đen bỗng bay ra từ đỉnh của 12 điêu khắc bạch ngọc, ngào ngạt khác thường, rất nhanh liền tạo thành một dàn bóng người rõ ràng trên đỉnh đầu điêu khắc. Sáu nam sáu nữ, người trần như nhộng, miệng mũi hiện ra, tựa như người thật. Tiêu phàm đến thành lạc gia chỉ có mấy ngày thôi, nhưng đã có mấy lần lĩnh giáo âm quỷ mà hàng đầu đại sư nuôi dưỡng. Dương đồng âm đồng mà Phạm Anh nuôi dưỡng có điều lại là hình dáng của một đứa bé, năng lực rất có hạn. Sáu tên âm bộc mà Tô Nam nuôi dưỡng, bộ dạng cũng đã là thanh niên, thân thể to khỏe hơn nhiều, miệng mũi rõ nét. So với Phạm Anh, thì càng lợi hại hơn nhiều, nhưng nếu so sánh với âm bộc mà Tô Nam nuôi dưỡng và 12 bóng người trước mắt này, thì còn thua kém hơn nhiều. 12 bóng người này không những miệng mũi rõ nét, mà còn có biểu lộ tình cảm, lơ lửng giữa không chung, từng người từng người nhìn từ trên xuống, trợn trừng mắt nhìn tiêu phàm. Hơn nữa, thân thể của học đã hoàn toàn giống thể thực, đen nhánh, trong đêm tối, giống như người thật. Từng luồng khí hàn u ám đến tột cùng chỉ phát ra từ trong cơ thể họ, thậm chí còn làm cho người ta khó chống đỡ lại hơn khí hàn của Thánh Tuyền. Dù là tiêu phàm có hạo nhiên chính khí vận chuyển cực nhanh, vẫn cảm thấy lạnh toàn thân, khó có thể chịu được kỳ hàn. Ước chừng một thời gian uống một tách trà, thì Thánh Tuyền không ngừng sục sôi cuối cùng cũng tĩnh lặng trở lại, nhưng lại không có bộ dạng đen như mực kia nữa mà thành nước suối bình thường. Sóng khẽ gợt, sóng sánh lăn tăn, thậm chí ngay cả xích viêm thảo ở chính giữa dòng suối cũng đều khẽ chập trần theo gió cảm giác như cả thánh tuyền này dường như đều bị tháo cạn hết linh khí vậy. 12 cái bóng người giữa không trung hoàn toàn đông lại thành hình. Trong đêm tối, ánh mắt của bóng người là màu đỏ, 24 con mắt chỉ mang màu đỏ hung hăng nhìn thẳng vào tiêu phàm. Dù không phát ra nửa tiếng động, nhưng khí thế cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Tiêu phàm hít một hơi thật sâu. Theo lời đồn đại, mà cừu đại quốc sư nuôi 6 cặp âm quỷ, xem ra lời đồn đại đó đúng là sự thực rồi, 6 cặp quỷ này, Hiện giờ đang đứng trước mắt hắn. Sở dĩ ma cư có thể làm được những việc mà các đại quốc sư khác không làm nổi, ngoại trừ thiên phú cực kỳ xuất chúng ra, thì e rằng nơi Thánh Tuyền cực âm này cũng là một trong những nguyên nhân mấu chốt. Cái gọi là âm quỷ, vốn dĩ là do âm khí kỳ hàn của địa phủ ngưng tụ mà thành. Nơi mà âm khí càng đậm đặc, âm hồn sinh ra ngày càng dày. Hàng đầu đại sư lại làm thêm pháp, thu lấy âm linh, kết hợp với âm quỷ liền luyện thành âm bọc của mình rồi. Khí cực âm này của thánh tuyển khác thường như thế này, đồng nghĩa nó là cánh tay đắc lực của ma cưu đại quốc sư. Dựa vào trận pháp phụ chi ở đây, ngưng tụ âm khí địa mạch, nuôi dưỡng âm quỷ, hiển nhiên làm ít hưởng nhiều. Thảo nào đối đầu với Tô Nam, cái mà ma cưu dựa vào từ đầu đến cuối đều là pháp lực của chính mình, chứ chưa từng lấy âm bộc ra để trợ giúp. Thì ra âm bộc của ông ta đều ở lại nơi cực âm này. Vừa dựa vào thánh tuyển bồi dưỡng quỷ vật, vừa tạo thành một thủ đoạn phòng ngự khác thường hùng mạnh, kế lại là một công đôi việc. Tuy nhiên trong lòng tiêu phàm cũng đang nghi ngờ, sáu cặp âm quỷ này chỉ có thể nuôi ở đây, luôn dựa vào khí cực âm của thánh tuyển để bồi dưỡng. Nếu giống như các hàng đầu sư khác, mang theo bên mình, thì e rằng mạnh như ma cưu đại quốc, cũng chịu không nổi như thế. Âm quỷ hùng mạnh như thế, ngày thường tinh huyết linh khí dùng để tự nuôi dưỡng bọn họ, không biết cần bao nhiêu nữa. Nếu chỉ là dựa vào lực lượng tự thân đơn thuần để nuôi dưỡng nhiều âm quỷ như vậy, thì hàng đầu sư có lợi hại đến mấy, cũng sẽ rất nhanh bị hút khô. chương 518, Lốc Xoáy Có điều hiện giờ, đối mặt với 12 tên âm quỷ khí thế hung hắng, khóe miệng tiêu phàm lại hiện lên một nụ cười thản nhiên, so với vẻ mặt tức giận của âm quỷ thì khác nhau một trời một vực. Trận pháp của hàng đầu sư Nam Dương quả nhiên có sự khác biệt rất lớn với truyền thừa trung thổ, có bí mật độc đáo của riêng mình. Nhưng nhìn chung mà nói, thì còn thua xa truyền thừa võ cực môn bác đại tinh thâm đa số thời gian của hàng đầu sư đều là sự nhấn mạnh tu luyện hàng đầu, nuôi dưỡng âm quỷ và bồi dưỡng linh sủng bổn mạng mà nói, bọn họ càng chú trọng chiến lược trực tiếp, trận pháp chỉ là phụ trợ, phần lớn dùng để phòng ngự. Tương đối mà nói, thì không phải là được coi trọng như thế. Thạch trận ở đây, mặc dù là do ma cưu đại quốc sư đích thân bố trí, nhưng trong mắt tiêu phàm thì cũng chỉ là tầm thường mà thôi. Nếu như không phải mượn âm khí địa mạch của nơi vô cùng kỳ hàn này, thì dưới con mắt của tiêu phàm, Thạch trận này vốn dĩ cũng không có quá nhiều chỗ thích hợp như thế. Chỉ là thi triển chút thủ đoạn, liền có thể ép 12 âm quỷ đang ẩn náu ra bên ngoài. Có điều, ép cho 12 tên âm quỷ ra thì dễ, còn muốn chúng quay trở lại thì e là khó. Những âm quỷ này hầu như có tư tưởng và ý thức riêng rồi, mặc dù vẫn không phải là khẳng định như thế, nhưng Tiêu Phàm lại luôn có cảm giác như vậy. Những âm quỷ này nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, dường như có chút khác biệt với âm quỷ của Tô Nam. Dường như đang thăm dò hắn một cách tò mò Loại, rằng co, này chưa duy trì được bao lâu Liền, hô, một tiếng Cả màn xương đen lờ mờ tràn ngập thánh tuyển bỗng nhiên xoay tròn 12 tên âm quỷ cùng đổ nhào người về phía trước Trong nháy mắt liền nhập vào trong màn xương mù Màn xương đen này đã qua tiêu phàm thực hiện Càn quét, lại qua 12 pho tướng hấp thu mạnh mẽ Vốn dĩ đã rất mỏng rồi 12 tên âm quỷ dấn thân vào trong đó Lập tức lại trở nên dày đặc vô cùng nó giống như mực nước màu đen, xoay tròn cấp tốc. Trong không trung hình thành nên một lốc xoáy màu đen khổng lồ, bao phủ xuống phía tiêu phàm. Theo như người ngoài thấy, thì cái lốc xoáy này chỉ có chu vi mấy trượng, bên trong lại tự thành càn khôn. Dường như tiêu phàm đột nhiên đặt mình vào trong bóng tối vô tận, mắt nhìn xung quanh, toàn bộ đều là một màn xương đen dày đặc không lối thoát, từng kỳ hàn thấu xương, cứ thổi từng đợt từng đợt đến. Trong màn xương đen, 24 con mắt chỉ toàn màu đỏ, giống như đèn lồng chảy máu, vây quanh tiêu phàm, điên cuồng xoay tròn, lần lượt từng đầu quỷ dữ tợn mở miệng lớn tối om trước mặt tiêu phàm. Quỷ khí dày đặc, ra vẻ như muốn nuốt toàn bộ tiêu phàm vào. Trong thạch trận, trong nháy mắt đã biến thành địa ngục trần gian. Tiêu phàm lưu chuyển hạo nhiên chính khí toàn thân, bảo quang trên mặt mờ mờ ảo ảo, âm phong quỷ đầu đều bị hắn ngăn cách ra bên ngoài. Những âm quỷ này mặc dù không có đích thân hàng đầu sư chủ trì, nhưng là do ma cưu đại quốc sư tự tay nuôi dưỡng. Cái lợi hại của nó là tự không cần nói, tiêu phàm cũng không dám lên mặt, thật sự để cho những âm quỷ này dính vào người, hạ hàng đầu, lại không phải là việc đua. Nhưng cứ như thế lại hình thành nên xu thế chỉ thủ chứ không tấn công. 12 tên âm quỷ dựa vào âm khí địa mạch liên tục không ngừng của thánh tuyền, thế tấn công của lốc xoáy vô cùng vô tận, khiến người bị nhốt mệt mỏi. Chỉ đợi người bị nhốt nới lỏng phòng thủ một chút, liền lập tức thừa cơ xông vào. Điều này vẫn là bởi vì tiêu phàm thật sự hùng mạnh quá mức, 12 tên âm quỷ không có cách nào có thể phá được vòng phòng thủ của hạo nhiên chính khí. Đổi lại là một đối thủ có chút nhược điểm, chỉ trong giây lát cũng sẽ bị 12 tên âm quỷ một loạt xông lên, cắn nuốt sạch sẽ. Thảo nào ma cưu dám rời khỏi sân Trang, tiến vào Hoàng Phủ đuổi gỡ yêu -E tô nam. Ở đây bày ra thủ đoạn phòng ngự mạnh như thế, coi như là sai vượng còn sống dưới lưỡi trường đao của cơ an ni, cũng tuyệt đối đấu không lại với sa luân chiến của 12 tên âm quỷ. Điều đáng tiếc là, tiêu phàm không phải sai vượng. Dám ép 12 tên âm quỷ ra, tiêu chân nhân tự có thủ đoạn đối phó. Nhìn thấy lốc xoáy màn xương đen càng chuyển càng mạnh mẽ, dường như vô tận, tiêu phàm, hừ, một tiếng, giơ tay phải lên, hơn 10 tấm phù lục bay lên trời, ánh hồng lấp lánh, rực rỡ trói mắt, phá tan lốc xoáy cực lớn do màn xương đen tạo thành, cứ hướng theo 12 tòa điêu khắc bạch ngọc mà bay, dính chặt trên điêu khắc bạch ngọc, đồ án hỗn độn lóe ra không ngừng, vô cùng rực rỡ. Mối liên hệ giữa điêu khắc bạch ngọc và 12 tên âm quỷ trong không trung đột nhiên dừng lại. Âm khí không ngừng hấp thu trong địa mạch thánh tuyền, trong phút chốc bị chặt đứt rồi. 12 tên âm quỷ kinh hãi, lốc xoáy xoay tròn điên cuồng, lập tức liền trở nên uể oải không còn linh nghiệm nữa. Tiêu phàm lật cổ tay một cái, càn khôn đỉnh, màu đỏ hiện ra, treo lơ lửng ở chỗ cách trước ngực tiêu phàm một thước chậm rãi xoay tròn. Tiêu phàm tay trái nắn bí quyết, tay phải năm ngón luân phiên nhau xoay chuyển, từng pháp quyết không ngừng đánh vào bên trong, càn khôn đỉnh, đạo văn của thân đỉnh lập tức lưu chuyển nhanh. Một hỗn độ đồ màu đỏ, chu vi hơn một xí chơ đang hình thành phía trên miệng đỉnh. Tật, tiêu phàm gào to một tiếng, tay phải chỉ ra, một luồng pháp lực hùng mạnh không gì sánh được tràn vào bên trong càn khôn đỉnh. Chỉ nhìn thấy hỗn độn đồ án của miệng đỉnh, càn khôn đỉnh, chợt vừa thu lại liền biến thành hình dạng một cái phễu, càng chuyển càng nhanh. Một lực hút cường mạnh vô cùng hiện ra, xương đen đầy trời lập tức hóa thành một cơn lốc xoáy, nhanh chóng bay về phía càn khôn đỉnh. Tiêu phàm đột nhiên tế ra, càn khôn đỉnh, chuẩn bị thu lấy 12 tên ác quỷ được tạo thành bởi sự ngưng động của âm khí địa mạch này. Sự thật cho thấy, càn khôn đỉnh là thứ để đối phó với những loại hàng đầu, âm quỷ này, hiệu quả rất tốt. Mười tên âm quỷ quả nhiên lợi hại, nhưng dù sao không có hàng đầu sư chủ trì, cái ý thức tự chủ đó thiếu đến đáng thương. Bất ngờ không đề phòng, âm khí điểm mạch hóa thành sương mù dày đặc, liền bị càn khôn đỉnh, hấp thu. Âm quỷ ngay tức khắc sợ hãi, không để ý đến cái khác, lại lần lượt hiện ra hình người trong không chung một lần nữa, vẻ mặt kinh hoàng, liều mạng chống đối, càn khôn đỉnh. Lực hút cực lớn phát ra từ trong giường như chúng nó đều hiểu rõ, một khi bị đỉnh nhỏ màu hồng kia thu nạp vào tuyệt đối chỉ có đường chết. Hơi thở mà, càn khôn đỉnh, phát ra, chính là khắc tinh của các loại quỷ vật. Chỉ là lực hút của, càn khôn đỉnh, mạnh mẽ như thế, 12 tên âm quỷ có hợp thành một thể thì cũng khó chống cự lại. Từng chút từng chút một bị lực hút lôi kéo, rơi xuống miệng đỉnh. Vốn dĩ rất dày đặc, tựa như thân hình thực thể, nhưng đến giờ phút này cũng nhạt đi nhiều, so sánh với 12 tên âm quỷ của tô nam nuôi dưỡng thì còn kém xa. Đang đúng lúc nguy cấp, một tiếng vang nhỏ, thân hình của cơ khinh xa chỉ hiện ra ngoài mê cung. Tín hiệu trên huyền vũ giáp cũng truyền lại cực kỳ mãnh liệt, có rất nhiều hàng đầu sư đã rất gần với nơi này. Điều đặc biệt khiến tiêu phàm phải cảnh giác là huyền vũ giáp cho thấy, mà Cửu đại quốc sư đã rời khỏi biệt thự lớn của Hoàng Phủ, đang chạy về trang viên. Thời gian đã không còn đủ nữa rồi. Tiêu phàm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn một cái 12 tên âm quỷ đang vùng vẫy giấy ruộng chết giữa không chung, nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải khẽ vẫy lốc xoáy của miệng đỉnh, càn khôn đỉnh, biến mất, đỉnh nhỏ nhẹ nhẹ bay lên, bay đến trong tay tiêu phàm. 12 tên âm quỷ chỉ thấy lực mạnh bỗng nhiên biến mất, lập tức như được đại xá, lần lượt quay đầu bay đi nhanh về phía điêu khắc bạch ngọc, trong nháy mắt liền chui vào trong điêu khắc, không nhìn thấy tung tích đâu cả. Từ xưa đến nay có cách nói, bảo ngọc thông linh. Xem ra 12 tôn điêu khắc bạch ngọc này chính là nơi mà thường ngày những âm quỷ này gửi thân. Trong chớp mắt, trong trận thạch đá này liền trở lại im lặng, gió mát từng trận, bảo quang gợn sóng, nụ hoa chớm nở của, xích viêm thảo, thoang thoảng hương thơm ngào ngạt, phong cảnh, ánh trăng hồ sen. Chỉ có xác của sai vượng và thân thể khổng lồ của cơ an ni nằm sấp ở nơi đó, điều đó chứng tỏ nơi này vừa mới xảy ra một trận đại chiến vô cùng thảm khốc. Tiêu phàm đứng dậy, nghênh tiếp cơ khinh xa. Vừa rồi cảnh cuối cùng đó, cơ khinh sa nhìn rất rõ ràng. Trên không thánh tuyền, một mảnh trong sáng, toàn bộ tình hình của thánh tuyển càng nhìn rõ mồn một. Ánh mắt của cơ khinh xa lập tức bị đóa hoa màu hồng tươi thắm ở giữa thánh tuyển thu hút, hai mắt lấp lánh dạng dỡ. Đây là, xích viêm thảo. Một lát, cơ khinh xa thấp giọng nói. Đúng, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa trưởng thành. Tiêu phàm đi đến bên cạnh cơ khinh xa, nhẹ giọng đáp, trong giọng nói thoáng có chút tiếc nuối. chương 519, Ma Cưu nổi trận lôi đỉnh 1. Cơ khinh xa ngay tức khắc mê muội kìm không nổi hét lên. Hả, chưa hoàn toàn trưởng thành, đó là ý gì? Tối nay chúng ta uổng công rồi. Khó khăn lắm mới dò xét được, biết ma cưu đại quốc sư không ở trang viên, nên mới xông đến đây. Tuy rằng không nói là trải qua trăm nghìn khổ nạn, nhưng ít nhất cũng không đơn giản. Đơn thuần là dựa vào bốn đại hàng đầu sư của phái nạp cát mở đường, cũng coi như là lợi dụng được chút ít. Ai biết được sự việc đến cận kề, Xích viêm thảo lại chưa trưởng thành, điều này biết nói thế nào đây? tiêu phàm lại dường như không đau buồn như thế, hắn nhẹ giọng an ủi, cũng không coi là uổng công, vẫn có gặt hái mà. nhưng qua đêm nay sẽ không có cơ hội như vậy nữa. ma cư khẳng định sẽ ở tại đây, không đi đâu hết. cơ khinh sa nói một cách buồn bực, vốn dĩ là muốn tránh khỏi ma cư, lúc này mới bỏ mặc tô nam và nguyên thành tử không quan tâm, lập tức gởi iota s đến nơi này ai biết được cuối cùng vẫn là phải thực sự mặt đối mặt với ông ta. Suốt cuộc ai thắng ai thua, dĩ nhiên khó mà dự đoán được. Nhưng có điều có thể khẳng định được là nơi đây là sân nhà của Ma Cư. Nếu định mệnh đã sắp xếp như vậy thì cũng không còn lời gì để nói, chúng ta đi thôi. Tiêu phàm vỗ nhẹ bờ vai của cơ khinh xa và nói. Lại liếc mắt nhìn bông hoa màu hồng lung lay theo gió trong thánh viện. cơ khinh xa cũng không còn cách nào khác, đành phải gật đầu hái xích viêm thảo chưa trưởng thành này về cũng không có hiệu quả gì, không cứu được Tân Lâm rồi. Khoảng 20 phút sau, Tiêu Phàm và Cơ Khinh Sa xuất hiện trước mặt Phạm Nhạc. Muốn lặng lẽ xông vào khu trung tâm của trang viên Ma Cưu đương nhiên không dễ dàng, nhưng muốn nhanh chóng thoát ra ngoài thì đối với Tiêu Phàm mà nói, khó khăn cũng không phải là lớn. Dù sao thì sau khi trải qua một trận chiến lớn như vậy, lực lượng phòng vệ của trang viên Ma Cưu cũng đã bớt đi một nửa, sáu tên hàng đầu sư không chết, nhưng bị thương, những tổn thất của lực lượng phòng vệ khác cũng vô cùng nghiêm trọng. Còn sót lại mấy người, một lòng một dạ bảo vệ thánh tuyền, đối với người đi ra ngoài, ai cũng không quá để ý như vậy. Nhìn thấy tiêu phàm và cơ khinh xa đều không việc gì, thần sắc lại điềm tĩnh tự nhiên, phạm nhạc thở phào nhẹ nhõm. Hai tiếng đồng hồ này, anh ta ở bên ngoài một mình, dày vò trong lòng, không cần phải nói ra. Sao rồi? Đi, trở về rồi hãy nói, mà cưu chắc hẳn sẽ nhanh chóng đuổi đến đây được phạm nhạc gật đầu không nói thêm nữa lập tức nổ máy vội vã đi về hướng thành lạc già phía đằng xa hai ngọn đèn sáng như tuyết chiếu thẳng đến có người đang chạy tới trang viên ma cưu trong lúc này ngoài ma cưu đại quốc sư chắc hẳn sẽ không là ai khác phạm nhạc lập tức tự nhủ hai cái xe lướt qua nhau nhưng không xảy ra chuyện gì cả nhưng phạm nhạc rõ ràng cảm thấy có một luồng sát khí cực mạnh từ trong xe đối diện ào ạt xông đến chụp xuống đầu, trong phút chốc lại biến mất không thấy hình bóng. Tiêu phàm ngồi đằng sau sắc mặt bình tĩnh lạ thường, ngay cả mí mắt cũng không động đậy chút nào. Quả nhiên người ngồi đối diện cái xe đấy chính là ma cưu đại quốc sư, sắc mặt trầm ngâm như nước, cổ họng không ngừng rung rung, nhiều lần muốn bảo đi nô dừng xe lại, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, một câu cũng không nói ra. Dù sao thì ma cưu đại quốc sư cũng không phải là thanh niên trẻ tuổi thích kích động, biết được dưới tình hình trước mắt, bên nào nặng bên nào nhẹ. Đặc biệt, điều quan trọng là, ông ta chưa cảm ứng được mùi của xích viêm thảo ở trên xe của đối phương. Như thế này rất tốt. Chỉ cần xích viêm thảo không thiệt hại gì, mà cừu khác đều có thể dễ dàng tha thứ. Chính vì cái gọi là việc nhỏ không chịu nhẫn nhịn làm hỏng việc lớn, hơi thở của người trên xe vừa nãy thực sự quá mạnh. Cứ xem như là ma cưu đại quốc sư, cũng không nắm chắc phần thắng. Trong khoảng thời gian ngắn, ma cưu cũng có chút buồn bực, làm sao tự nhiên lại chui ra một người lợi hại thế kia. Theo lý nước đan mạn không thể nào có một vị hàng đầu sư nào có thể lẳng lặng liền đạt đến trình độ cao như thế, trước lúc đó bản thân lại hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là, người trên xe kia đến từ bên ngoài, không phải là người đan mạn. Thế nhưng sự nhẫn nại của Ma Cư, lúc trở về trang viên, sau khi đi vào thạch trận, cuối cùng cũng đã tới cực độ, lập tức liền bùng nổ. Khốn kiếp! Đại quốc sư gầm hét lên mặc dù xích viêm thảo không việc gì, nhưng 12 tên âm quỷ kia lại bị thương nặng. Ma cư vừa bước vào thánh tuyền liền có thể cảm nhận được, so với trước lúc ông ta rời đi thì hơi thở của 12 tên âm quỷ gửi thân trong điêu khắc bạch ngọc yếu đi hơn nhiều, dường như bị người ta rút đi một phần nguyên thần tinh khí rồi. Đối với ma cư mà nói, thì điều này đồng nghĩa là tổn thất lớn khó có thể chịu đựng được. Tu luyện thiên quỷ hàng có 3 điều quan trọng, xích viêm thảo, 12 âm quỷ, 6 người con trai thuần dương và 6 người con gái thuần âm. Ba điều này, bất luận cái nào xảy ra việc ngoài ý muốn, thì đều khiến cho thành công của ma cưu sắp thành lại bại. Tâm huyết 20 năm dày công chuẩn bị bị hủy hoại trong chốc lát. Nhìn thấy đại quốc sư nổi giận, các hàng đầu sư khác vây quanh bên ngoài thạch trận từng người từng người một rủ cả mặt mày xuống. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, trang viên ma cưu bị người đánh trộm, trực tiếp đuổi g i o s đến Thánh Tuyền, làm 12 âm quỷ mà đại quốc sư nhiều năm nuôi dưỡng bị thương nặng. Đây là nỗi nhục lớn. Các người bọn chúng ai cũng đều có thiệt thòi trong cương vị nghề nghiệp. Lúc này phát ra một nửa âm thanh, đơn thuần chính là tự tìm phiền phức. Cũng may hiện tại đại quốc sư vẫn chưa để ý đến việc truy cứu trách nhiệm của bọn họ, vội vàng thi pháp, mạnh mẽ gọi 12 tên âm quỷ đang nghỉ dưỡng ra, cẩn thận dò xét một phen, dường như tình hình không đáng lo đến mức không thể khôi phục được. Ma Cư mới âm thầm thở phào nhẹ nhóm, tuy nhiên sắc mặt vẫn trầm mặc đến đáng sợ. Giữa lúc này bỗng nhiên xuất hiện siêu cao thủ, suýt chút nữa thì làm rối loạn toàn bộ trận bố trí của ông ta. Ước chừng sau khi uống một chén trà, trong một gian điện nội thành trang viên, ngọn đèn dầu phát sáng lên. Đây là một nhà nghị sự nhỏ, mà cư đại quốc sư ngồi ở vị trí chủ tịch, Zino ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái ông ta. Các các đại hàng đầu sư cơ An Ni, Giang chừng lần lượt ngồi ra hai phía. Ngoài Gino các hàng đầu đại sư còn lại đều bị thương. Cơ An Ni và Giang Trừng càng bị thương trầm trọng, mạnh mẽ ngồi đây chịu đựng. Nếu không phải lúc nãy đã uống đan dược mà đại quốc sư ban cho, thì hai người này thật sự là không trụ nổi. Cơ An Ni và Giang Trừng, Gino đều giống nhau, đều là đệ tử thân truyền của Ma Cư, cũng là người mà Ma Cư tín nhiệm nhất. Gino chịu trách nhiệm xử lý việc thường ngày bên trong phái, quan hệ với chính phủ của bang Lạc Gia và thành Lạc Gia cơ an ni và giang trừng thì phụ trách việc trấn thủ trang viên ma cư hiện tại Zino không có mệnh hệ gì nhưng cơ an ni và giang trừng lại bị tổn hại nặng nếu không phải là tiêu phàm nương tình thì hai người bọn họ đã sớm mất mạng rốt cuộc là có chuyện gì vậy giang trừng ngươi nói đi ánh mắt u ám của ma cưu đảo lướt qua khuôn mặt của thủ hạ cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt xám xịt của giang trừng hừ một tiếng và nói vâng thưa sư phụ Giang Trừng vội vã khom người xuống, cung kính nói, ngay sau đó bắt đầu kể tất cả mọi chuyện xảy ra ở trang viên tối nay. Đối với tình hình của bốn người sai vượng, Ma Cưu sớm đã biết được giữa hàng đầu sư có hình thức liên hệ đặc biệt. Tuy nhiên Ma Cưu lại chưa cắt ngang miêu tả của Giang Trừng, với tư cách là chủ của một phái, đại quốc sư của nước Đan Mạch, sự kiến nhẫn của Ma Cưu thực sự không tệ. Trước khi chưa biết rõ ràng toàn bộ chân tướng sự việc, thì Ma Cưu cũng không tùy tiện đưa ra kết luận. Về phần tình hình xảy ra gần Thánh Tuyền, con không rõ lắm." Giang chừng nhìn về phía An Ni Cơ, tim đập thình thịch, cố gắng hết sức để tránh khỏi ánh mắt của sư phụ. Nếu để sư phụ biết cô gái xinh đẹp người Hoa kia và Tiêu Phàm là do đích thân mình dẫn vào mê cung, thì cho dù thường ngày mình khiến sư phụ vui vẻ thế nào đi chăng nữa, thì chết là chắc chắn, không thể không nghi ngờ. Cơ An Ni, may mà hiện giờ Ma cưu dường như không có tâm trạng để đi truy cứu những cái kia nên lập tức quay về phía cơ an ni. Tình hình của cơ an ni so với Giang Trừng thì còn không thể chịu nổi. Tinh thần liên tục hai lần bị tổn thương, cho dù đã được uống viên thuốc do đích thân ma cưu chế tạo, nhưng vẫn còn rất yếu ớt. Thân thể khổng lồ mềm nhũn dựa vào chiếc ghế mây được chế tạo đặc biệt, nghe vậy liền miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đáp lại một tiếng với vẻ buồn bực, lại hít một hơi thật sâu để điều hòa hơi thở trong cơ thể. Một người đàn ông người hoa, rất gầy yếu, chương 520, Ma Cưu nổi trận lôi đỉnh 2. Nghe cơ An Ni vừa thở hổn hển vừa miêu tả tình hình của tiêu phàm, nét mặt của Ma Cưu lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ông ta thực sự không ngờ rằng, đối thủ khiến cho tinh thần của ông ta khó có thể trấn an lại là một người đàn ông trẻ tuổi người Hoa. Vâng thưa sư phụ, dáng người hắn ta rất gầy yếu, nhưng cũng chỉ là thân thể gầy yếu. Cơ An Ni nói xong, cơ bắp trên mặt không kìm được mà nhăn nhó mấy cái. Chỉ cần nghĩ đến việc bị tiêu phàm ép cho phải quỳ xuống thôi, trong lòng Cơ An Ni vừa tức giận, vừa không khỏi sợ hãi. Sư phụ, đồ đệ không phải là đối thủ của hắn. Cơ An Ni hổ thẹn nói, đối với quá trình bị tiêu phàm đánh bại, cũng không kiêng rè. Có chuyện này ư, không thể nào. Không đợi ma cư mở miệng, Zino sớm đã nhíu chặt hai hàng lông mày, lắc đầu liên tục. Cơ An Ni là dũng sĩ đệ nhất của cả bộ lạc người lạc già, thần lực kinh người đây là điều mà ai cũng biết cả. Có lẽ nói về hàng đầu thuật, cơ an ni không phải là người đầu tiên của, bất cổ phải, dưới ma cưu, ít nhất Zino cũng tự nhận cơ an nai là một người rất cao minh. Tuy nhiên, nói về thể lực thì Zino cũng hiểu rõ, 10-20 bản thân mình cộng lại cũng không phải là đối thủ của cơ an ni. Thế nhưng cơ an ni lại nói, chính y lại bị chàng trai trẻ người hoa gầy yếu kia ép phải quỳ xuống đất, đến lưng cũng không đứng thẳng lên được. Tình hình này rất kỳ dị, gần như khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Sino, sự tình ô nhục như thế, ta có nhất thiết phải nói dối không?" Cơ An Ni hung hăng nhìn vào mắt Sino và nói một cách tức giận. Đối với vị huynh đệ đồng môn tự nhận là người thừa kế giáo chủ của bất cổ phái, nhiệm kỳ sau này thì đương nhiên Cơ An Ni không có cảm tình, chứ đừng nói gì đến chuyện kính trọng. Kể ra cũng lạ, mấy năm nay, đa số Gino đều sống ở trong biệt thự mà Phạm phủ dành riêng cho y mỗi tối đều có mấy cô nương xinh đẹp người hoa hầu hạ, cứ được gọi là ăn chơi đàn đúm, ngập trong nhung lụa. Đám người cơ an ni lại tu luyện quanh năm ở trang viên, mấy tháng liền ngay cả bóng dáng của một cô gái cũng không thấy. So sánh hai cái với nhau, càng làm lòng người cảm thấy khó chịu. Di hừ một tiếng, trầm mặt nói. Cơ an ni, ta không nói người nói dối, nhưng một chàng trai người hoa, thân thể còn gầy yếu như thế kia thì dựa vào đâu mà đánh bại ngươi chứ? Tiểu tử ngươi không phải là cố ý nói như thế chứ. Muốn nhận được sự đồng cảm của sư phụ, không truy cứu trách nhiệm việc ngươi không chấn giữ nổi thánh tuyền. Cho dù như thế, ngươi làm ơn tìm một lý do tốt để biện minh đi. Ngươi to lớn như vậy, vòi đều không phải là đối thủ của ngươi, không ngờ lại bị người khác ép phải quỳ xuống, không có sức để hoàn thủ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Đám người cơ An Ni và Giang Trừng đều không phục Zino, Zino cũng có phần không ưa bọn họ nếu như có thể làm cho sư phụ tức giận và trừng phạt hai tên này, thì tốt quá. Chỉ cần khiến cho họ tạm dừng tu luyện hàng đầu thuật một thời gian, thì Zino có thể đẩy bọn họ xuống. Sau này một khi tiếp nhận trước giáo chủ, ắt hẳn bọn họ cũng không dám chống lại. Ngươi, vốn dĩ cơ an Ni cũng không giỏi về ngôn từ, nghe vậy liền hung hăng nhìn thẳng vào Zino. Nhưng mở miệng ra, lại nói không ra nửa lời biện minh. Zino, ma cư quát lên một tiếng, sắc mặt tỏ vẻ không hài lòng chút lòng dạ hẹp hòi này của các đồ đệ làm thế nào có thể che giấu được ma cưu chứ chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục thì thường ngày ma cưu sẽ không để ý tới chỉ là thật không ngờ dưới tình hình trước mắt bọn họ lại còn đấu đá lẫn nhau quả thực khốn kiếp vâng thưa sư phụ Sino lập tức ủ rũ mặt mày không dám lên tiếng nữa ma cưu nhìn sang cơ an ni và hỏi nói như thế mọi chuyện sau đó ngươi đều không biết Cơ An Ni vội vàng kính cẩn đáp. Vâng thưa sư phụ, đệ tử ngất đi, không biết rõ tình hình về sau thế nào. Rõ ràng hắn có cơ hội, nhưng sao lại không ngờ yêu ta hết ngươi. Ma Cưu trầm ngâm, bộ dạng như có tâm trạng gì đó. Điều mà Ma Cưu nghĩ đến có chút khó tin, đấu pháp của hàng đầu sư, kẻ chiến thắng đa số sẽ thừa thắng đuổi gờ yêu ta hết, kẻ thất bại thường sẽ không còn đường sống. Cơ An Ni đã không có sức để phản kháng, tiêu phàm muốn gỡ yêu ta ết gã chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, cuối cùng lại tha mạng cho gã. Xem ra hình thức suy nghĩ của những người hoa này thật sự có sự khác biệt rất lớn so với hàng đầu sư. Sư phụ, có lẽ là tên tiêu phàm này chính là đặc biệt vì xích viêm thảo mà đến. Nói không chừng hắn ta cũng là hàng đầu sư. Zino không kìm nổi nói xen vào. Tương đối mà nói, trong số mấy tên đệ tử thân truyền của Ma Cư, Zino vẫn là người được chiều chuộng nhất, cũng chỉ có y là thoải mái nhất trước mặt sư phụ. Cơ An Ni lập tức mở miệng phản bác. Không thể nào, nước đan mạch nếu như bồi dưỡng ra hàng đầu sư người hoa lợi hại như thế, thì tại sao chúng ta hoàn toàn không biết gì cả? Zino cười nhạt một tiếng và nói. Ta không nói hắn ta là hàng đầu sư, hàng đầu thuật của nước đan mạn, nhưng không chỉ có nước đan mạn chúng ta có. Một số quốc gia Đông Nam Á khác hàng xóm với nước Đan Mạn đều có thừa kế hàng đầu thuật, Mỗi nước đều có hàng đầu đại sư cực kỳ lợi hại Cơ An Ni mở to miệng Đang muốn mở miệng nói lại Mà cư liền khoác tay nói Được rồi Các người đều lui xuống nghỉ ngơi đi Zino ở lại Vâng thưa sư phụ Mọi người cúi người nhận lệnh Sư phụ giờ làm thế nào đây ạ à? Đợi những người khác đi ra ngoài hết Zino liền vội hỏi Hết sức lo lắng ma cư nhìn y im lặng Zino nói Thật không ngờ phái nạp cắt lại to gan như vậy trăm phương ngàn kế muốn phá kế hoạch lớn của sư phụ. Sư phụ, đệ tử lo rằng Tô Nam sẽ còn đến để gây sự. Trận đại chiến giữa Ma Cư và Tô Nam, nguyên thành tử kia, Zino không tham gia, chỉ là ở ngoài để lược trận. Có điều, Tô Nam không chết dưới tay của Ma Cư, Zino lại là người biết điều đó. Trước mắt, Tô Nam và cả phái nạp cát đều bị tổn thất nặng. Chỉ cần có Ma Cư chấn thủ, thì trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn Tô Nam sẽ không dám ngó đầu ra nữa điều mà Zino lo lắng là tình hình sau khi ma cưu tu luyện thiên quỷ hàng. Mặc dù nhìn qua, sư phụ là vô cùng tin tưởng, nhưng mặt nguy hiểm của thiên quỷ hàng là một hàng đầu sư đều hiểu được. Suốt cuộc ma cưu nắm chắc được mấy phần thì chỉ có trời biết được. Nhớ may trong lúc ma cưu đang tu luyện thiên quỷ hàng ngã xuống mà chết thì Tô Nam lên ngôi trở thành đại quốc sư. Đối với Zino và bất cổ phái mà nói thì đó thật là phiền phức chết người. Tô Nam, ma cưu cười nhạt một tiếng, lập tức lộ ra thần sắc khinh thường. Cứ coi như ông ta hiện giờ vẫn còn sống đi, nếu muốn hồi phục lại tiêu chuẩn như bây giờ, không có thời gian 20 năm thì có nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Vốn dĩ đêm nay mà cưu đích thân xuất mã, chính xác là muốn lấy tính mạng của Tô Nam. Chỉ có người chết mới là an toàn nhất, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến người nữa. Có nghĩ cũng không nghĩ ra, trang viên đột nhiên xảy ra việc ngoài ý muốn, mà cưu đành phải từ bỏ trận đột kích cuối cùng đối với Tô Nam, Ma Cư vội vàng quay trở về. Tuy nhiên đây cũng là vì Tô Nam đã bị thương nặng, 12 tên âm quỷ khổ tâm nuôi dưỡng bị tiêu diệt sạch trong chốc lát, tinh thần bị trọng thương, Ma Cư dự đoán rằng ông ta cũng khó thoát nạn. Nếu không thì Ma Cư có thể vẫn sẽ mạo hiểm ở lại Hoàng Phủ thêm một lúc nữa, sau khi Giotas chết hoàn toàn Tô Nam mới quay trở về trang viên. Xin liền thở phào nhẹ nhõm. 20 năm. Điều này thật sự hoàn toàn không cần lo lắng, cho dù là 20 năm sau, mà cừu có còn tồn tại trên thế giới này nữa hay không? Nghĩ đến lúc đó, so sánh tiêu chuẩn của Tô Nam và Zino thì cũng tranh lệch quá xa, còn có điều gì phải sợ hãi chứ? Zino y cũng không phải là ngu xuẩn, thời gian 20 năm mà vẫn không làm được gì người ta, thế thì đáng bị gợi yêu ta chết, không còn điều gì để nói. Zino, việc siêu tập nam nữ âm dương kia thế nào rồi? Mà cừu lập tức hỏi đến chính sự. Zino vội khom người thưa xin sư phụ yên tâm đồ đệ đã chuẩn bị xong rồi phạm anh và cục trưởng hoa của cục cảnh sát thành lạc gia là bạn tốt cục trưởng hoa cung cấp tài liệu ngày tháng năm sinh của cư dân trải qua sàng lọc bốn người nam nữ âm dương đều đã tìm được người chọn thích hợp cô gái cuối cùng đang đi công tác nước ngoài hai ngày sau sẽ trở về chúng đệ tử đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi cô ta vừa quay trở về liền bắt cô ta lại vốn cho rằng nhất định sẽ nhận được sự đồng ý của sư phụ ai ngờ rằng ma cưu lại nhíu chặt hai lông mày lại, lắc đầu và nói. Xino, tinh nguyên của 12 âm hầu mất đi rất nhiều, e rằng phải bồi bổ nhiều mới được. Các người phải siêu tập thêm mấy người nữa để làm chuẩn bị. Xino giật mình sợ hãi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 521, G.I.O. sạch. Lúc ở Thánh Thuyền, nhìn thấy sư phụ giận dữ lôi đình, y cũng biết là 12 âm hầu có chuyện, chỉ là không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như thế. Nghe ý nghĩa như thế trong lời nói của sư phụ, thậm chí đã ảnh hưởng đến thiên quỷ hàng có thể tu luyện đúng hạn hay không. Của thật thiên quỷ hàng không có yêu cầu nghiêm khắc về thời gian tu luyện, chỉ cần chuẩn bị xong xuôi, thì hầu như mọi lúc đều có thể tiến hành. Quan trọng là xích viêm thảo không đợi người. Trong vòng 3 ngày xích viêm thảo trưởng thành, hiệu quả dược liệu là tốt nhất. Thời gian ma cư tu luyện thiên quỷ hàng, liền định trong vòng 3 ngày đợi hòa hợp 12 âm hầu, lại chế lại xích viêm thảo. Pháp thể nửa người nửa linh sẽ có thể ổn định trở lại. Vâng, sư phụ, con đi nghĩ cách bảo Phạm Anh lại tê chọn thêm lần nữa, tập hợp tất cả nhân tuyển phù hợp lại. Ma cư gật đầu vừa lòng, nói. Như vậy rất tốt, Phạm Anh này, làm việc cũng coi như là đắc lực. nô vội vàng nói. Đúng vậy thưa sư phụ, Phạm Anh làm việc quả thật rất giỏi, người này năng lực rất cao. Thông qua anh ta, chúng ta có thể dần dần khống chế được tập đoàn người Hoa giàu có trong thành, đem nhân tài có thể bồi dưỡng của bộ tộc chuyển đến xã hội thượng lưu người Hoa, học hỏi kỹ xảo buôn bán kinh doanh của họ, dần dần tích lũy của cải. Cứ như vậy, bất cổ phái chúng ta sẽ ngày càng hưng thịnh. Nói đến đây, mặt Gino sáng bừng lên, trở nên hưng phấn vô cùng. Gino là người có sáng kiến. So với sư phụ Ma thì Gino trước giờ chưa từng nghĩ đến việc muốn dựa vào sức mình để ghi tên sử sách trong giới của hàng đầu sư, vẫn là cần thực lực tuyệt đối. Zino biết bản thân không có khả năng thiên phú như thế, con đường vinh quang của đại quốc sư cả một đời đều không thể rơi xuống đầu mình. Nhưng điều này không có nghĩa là Zino không nghĩ ra con đường vượt trội, uy chấn một phương. Phương pháp khác với Ma Cư, Zino muốn đi đường khác, kết hợp trường phái hàng đầu sư và thế lực tục thế hiện đại với nhau, dùng tiền vàng và quyền thế để bù đắp. Sau khi Ma Cư về Tây Thiên, chiến lực cao cấp của bất cổ phái sẽ thiếu một cái lỗ hổng như vậy. Mục tiêu của Gino vô cùng rõ ràng, y biết mình không thể trở thành đại quốc sư được, nên y chỉ muốn làm lạc già vương. Không những muốn thống trị thổ dân người lạc già của bang lạc già, mà còn muốn khống chế cộng đồng người Hoa của thành lạc già. Đối với ý kiến này của đồ đệ, trong lòng Ma Cưu rõ như kính, nhưng không phải là vô cùng tán thành. Ma Cưu liếc Gino đang hưng phấn một cái, không mặn không lạt nói. Zino, ý kiến của ngươi rất hay, nhưng tuyệt đối không thể tu luyện buông thả. Chúng ta là hàng đầu sư, hàng đầu thuật mới là gốc của chúng ta. Theo Ma Cưu thấy, chỉ người không có năng lực thật sự mới nghĩ đến việc đi bằng môn tả đạo. Zino vội vàng khoanh tay nhận giáo, chớp mắt và nói. Sư phụ, con cho rằng, cái tên người hoa tiêu phàm đánh thương cơ an nhi đó ắt có khả năng có liên quan đến nguyên thành tử. Hai hàng lông mày của Ma Cưu khẽ dương lên, ông ta nói. Ồ, người dựa vào cái gì để nói như thế? Sư phụ, con cho rằng người này không phải là tự dưng xuất hiện đâu. Vào thời khắc quan trọng như thế này, hắn đột nhiên xông vào trong trang viên của chúng ta, hơn nữa còn trực tiếp xông vào thánh thuyền. Rất rõ ràng, hắn nhằm vào sư phụ. Trước đây không nghe nói Tô Nam và người Hoa có giao kết gì, vì thế con cho rằng người này là do Nguyên Thành Tử bọn họ mời đến. Phạm Anh và Hoàng Phủ đã trở mặt với nhau, Nguyên Thành Tử là thất thúc của Hoàng Thanh Vân, Ông ta chắc chắn giúp nhà hoàng phủ. Lại biết được không phải là đối thủ của bất cổ phái chúng ta, cho nên liền mời hàng đầu sư người hoa lợi hại như thế đến để giúp đỡ. Đối với kế thừa của võ thuật hoa hạ và thuật pháp hoa hạ, Gino không biết nhiều. Đồ đệ Phạm Anh của y lại là một cao thủ võ thuật, Gino chưa từng để ý đến. Trong mắt một vị đại hàng đầu sư, cái gọi là võ thuật, nhiều nhất cũng chính là có được thân thể cường tráng, về cơ bản không thể đối phó được với hàng đầu thuật. Về phần thuật pháp nước hoa hạ, trong mắt Zino thì ngang bằng với Nguyên Thành Tử và Ngọc Dương Quan. Cũng không có điểm đặc biệt lợi hại gì. Theo Zino thấy, Nguyên Thành Tử đã thay mặt cho tiêu chuẩn cao nhất của võ thuật và thuật pháp nước hoa hạ. Nhưng, cho dù là Nguyên Thành Tử, cũng không dám đột nhập vào ma cưu trang viên. Vì thế cái chàng thanh niên trẻ tuổi người hoa tên tiêu phàm kia chỉ có thể là hàng đầu sư của một quốc gia khác đến. Khác với nước Đại Mạn, trong giới hàng đầu của một số quốc gia Đông Nam Á, có số lượng lớn hàng đầu sư người Hoa, thậm chí còn xuất hiện đại quốc sư của nước đó. Đệ nhất hàng đầu sư chính là tình hình của người Hoa. Ở nước Đan Mạn, cơ bản không có ai dám đối đầu với đại quốc sư Ma Cưu, cũng không có nghĩa là hàng đầu sư của các nước khác cũng không dám. Ma Cưu hiển nhiên có chút không tán thành với ý kiến của Zino. Vì hoàng gia và nguyên thành tử mà dám làm như thế ư. Đây là đại họa diệt tộc. Sư phụ, hoàng gia có tiền, vì chuyện này mà Gino tìm được một lý do rất hay. Từ sau khi thu nạp Phạm Anh làm đồ đệ, Gino coi như là cảm nhận một cách chân thật uy lực của người có tiền, những lợi ích mang lại quả nhiên là vô số. Chỉ có mấy năm nay, y mới thật sự trải qua cuộc sống người trên người. Dung nhan ngọt ngào, da nhẵn nhụi, vòng eo mềm mại của những cô gái người Hoa này thật là đẹp không sao tả xiết, làm người ta khó mà quên được. Nguyên Thành Tử có lẽ vẫn chưa có lý do nhất định phải đập chết bất cổ phái nhưng hoàng gia lại tuyệt không có đường lùi. Dưới sự ép buộc của Phạm Anh, dù nguy hiểm thế nào họ cũng dám sông lên. Phạm Anh đều đã hạ hàng đầu đối với Hoàng Thanh Vân rồi, Hoàng Thanh Vân còn có điều gì phải lo lắng chứ? Trừ phi Hoàng gia từ bỏ ra sản tổ tiên, từ nay về sau lui khỏi thành lạc gia, đi xa tha hương, nếu không thì bế tắc của hai nhà Hoàng Phạm sẽ không thể nào hóa giải được. Chỉ cần Hoàng gia nguyện bỏ ra số tiền lớn, mời một vị hàng đầu sư của nước khác đến để đối phó với Ma Cưu, át rằng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Ma cư hừ một tiếng, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Gan bọn chúng đã lớn như vậy, thế thì không cần phải nói khách khí gì nữa. Zino, quét sạch bọn chúng đi. Ma cư đại quốc sư nói một cách lạnh lùng. Vâng, thưa sư phụ. Zino không ngăn nổi niềm vui, vội vàng cúi người nhận lệnh. Phạm Anh sớm đã có ý tưởng này, vì thế cầu cứu với Zino rất nhiều lần rồi nhưng Gino lại cảm thấy hành động quá lớn, sợ sẽ làm cho sư phụ bất mãn, không dám hành động tùy tiện. Dù gì thì Ngọc Dương Quan và Hoàng gia, một vị đại diện cho lãnh tụ tinh thần của người Hoa Thành Lạc Gia, còn vị kia thì lại đại diện cho lãnh tụ thế tục của người Hoa Thành Lạc Gia, đều là danh tiếng lớn khác thường. Hơn nữa, đơn tuần nói về thực lực, không có ma cưu đích thân ra tay, thì Gino có thể không nắm chắc nhất định sẽ đối phó được với Nguyên Thành Tử. Hiện giờ chính miệng sư phụ ra lệnh, Gino đương nhiên vui mừng khôn xiết, không có chút buồn phiền nào. Lương sau khi chuyện thành công, Phạm Anh sẽ càng có nhiều cung phụng. Nguyên Thành Tử và mấy tên đệ tử thân tín của ông ta đều đã bị thương. Trên thực tế, Ngọc Dương Quan đã không có uy hát ta ép gì nữa. Người cũng không cần phải đuổi gờ Iota ép sạch, chỉ cần đem mấy tên đạo sĩ còn sót lại xử lý là được rồi. Những người xuất gia bình thường kia tiếp tục giữ lại đi, Ngọc Dương Quan cũng không cần động, những người hoa trong thành đó cần một nơi như vậy để dập đầu bái lạy. Phạm Anh kia, trước đây chẳng phải cũng là đệ tử ngoại môn của Ngọc Dương Quan sao? Sau khi xong việc, để cho gã ta trực tiếp quản lý Ngọc Dương Quan, dù gì thì đạo sĩ của Hoa hà Quốc cũng không chú ý nhiều như bọn hòa thượng. Ma Cưu dặn dò một cách trầm trầm. Zino liên tục gật đầu, cười đến nỗi miệng không khép lại được. Sư phụ quả thật là lo xa nghĩ rộng. Cứ như vậy, Phạm Anh sẽ trở thành người quản lý thực tế của Thành Lạc Già. Còn Gino sẽ là Thái Thượng Hoàng của Thành Lạc Già rồi. Hai thầy trò đều không nhắc đến tiêu phàm nữa. Theo như Gino thấy, nếu đã kinh động đến ma cưu đại quốc sư, thì lựa chọn duy nhất của hàng đầu sư người hoa này là nhanh chóng trốn chạy. Chẳng lẽ vẫn còn dám tiếp tục ở lại Thành Lạc Già sao? Nhìn thấy Ngọc Dương Quan và Hoàng gia sắp bị diệt tới nơi, tiêu phàm chắc chắn sẽ không vì tiền mà đến liều mạng với ma cưu đại quốc siêu nữa về phần ma cưu thì càng không có ý định nhắc nhở Gino. Ông ta liền đợi tiêu phàm lại lộ diện lần nữa. Lúc nãy trên đường trở về, ông ta vội vàng chạy về trang viên để tìm hiểu tình hình của 12 âm quỷ và xích viêm thảo. Bên người cũng chỉ có Gino, liền cố kìm không ra tay với chiếc xe bên kia. Nhưng không có nghĩa là, ông ta thật sự có thể chịu đựng được một kẻ địch từng giờ từng phút ở ngay bên cạnh mình như vậy. chương 522, Thiên Mục Trùng không khí trang viên ma cư một mảnh sơ sắc tiêu điều, điều ngọc dương quan lại càng buồn thảm nguyên thành tử bị trọng thương còn bọn kim dương tử và năm tên đệ tử đích truyền thì ba người bị chết hai người bị thương binh lực tinh nhuệ của ngọc dương quan bị diệt rồi vẫn là bởi vì ma cư bỗng nhiên phát hiện trang viên có điều bất thường triệu linh sủng bản mạng trở về chỉ cần thêm một hồi nữa thôi ngay cả nguyên thành tử cũng không thể kiên trì mà chạy về ngọc dương quan vừa về tới ngọc dương quan Nguyên Thành Tử lập tức bế quan, trước khi bế quan, vội vàng chỉ bảo các đệ tử đem tất cả đại trận phòng hộ Ngọc Dương Quan toàn bộ mở ra. Sau khi Nguyên Thành Tử trở về Ngọc Dương Quan không bao lâu, Hoàng Thanh Vân mang theo người nhà già trẻ, cũng trốn vào Ngọc Dương Quan. Trên thực tế, Hoàng Thanh Vân cũng biết, Ngọc Dương Quan tuyệt đối cũng không an toàn hơn Hoàng gia, thậm chí còn nguy hiểm hơn Hoàng gia. Bởi vì chỉ có Phạm Anh theo dõi Hoàng gia, mà Ngọc Dương Quan lại bị ma cưu đại quốc sư để mắt tới. Chỉ có điều sau khi tận mắt nhìn thấy đại chiến tối nay, Hoàng Thanh Vân bất kể như thế nào cũng không dám ở lại trong nhà nữa rồi. Ai biết trận đại chiến này còn có hậu quả nào nữa. Đối phương là Ma Cưu đại quốc sư, đánh bại được Tô Nam và Nguyên Thành Tử, sẽ tùy tay hạ thủ với hoàng gia, Hoàng Thanh Vân bọn họ không biết nên phòng thế nào. Biết rõ Ngọc Dương Quan cũng không an toàn, nhưng đã đưa mọi người chuyển đến nơi đây, trong lòng cũng yên tâm vài phần. Tuy nhiên đó cũng chỉ là an ủi bản thân mà thôi. Vào lúc ban đêm, Ngọc Dương Quan có vài tên đệ tử đi không từ giã, thu dọn hành lý, bỏ trốn trong đêm. Lúc này mà không đi, chờ bị hàng đầu sư, bất cổ phái, tới gỡ yêu ta ết chết sao. Mọi người ở Ngọc Dương Quan đều bằng hoàng, tòa nhà lớn hoàng gia kia vẫn yên tĩnh như trước. Từ xa nhìn lại, trong phòng khách trên tầng cao vẫn có ánh đèn nhàn nhạt, nhạt. Trong phòng khách, tiêu phàm đang khoanh chân ngồi cơ khinh xa ở bên cạnh hắn. Cũng khoanh chân ngồi, vẻ mặt trang nghiêm. Chuyến ra vào trang viên ma cưu này, không ngờ lại thuận lợi hơn mong đợi, hai người đều ít bị tổn thương, ngay cả cơ khinh xa đều có chút không dám tin. Cổ tay tiêu phàm xoay chuyển, trừ màu đỏ từ tiểu đỉnh bay ra, chậm rãi xoay tròn ở giữa không trung phòng khách, một cỗ âm khí lạnh thấu xương từ miệng đỉnh tràn ra. Cơ khinh xa không khỏi giật mình, dùng mình một cái. Trong khoảng khắc, xung quanh đĩa trái cây và vật phẩm khác trên bàn trà được bịt kín bởi một tầng xương trắng. Dường như được rời chuyển đến Nam Cực, tiêu phàm nhẹ nhàng cười, vươn tay ra, cầm tay cơ khinh xa, một cỗ nội tức hùng hậu, lập tức chạy vào huyệt lao cung của cơ khinh xa. Cơ khinh xa lập tức cảm thấy cả người đều ấm áp, thoải mái, cảm giác kỳ hàn thấu xương này lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cơ khinh xa không khỏi nhẹ nhàng thở vào một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái trong đôi mắt tiêu phàm liền toát ra ý trưng cầu. Khó trách cô bé thiên thiên kia, dù bị đánh chết cũng không chịu rời khỏi anh. Cơ khinh xa cắn môi, hạ giọng nói, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hai dạng mây đỏ. Loại cảm giác này thật tốt. Lúc trước ở khách sạn Dương Tây, Uyển thiên thiên cả người đều đắm chìm trong loại cảm giác ấm áp này. ta a ớ huyền y T.A. Upsilon O.I.G. sao sao bị tiêu phàm dày vò suốt cả một buổi tối. Có người phụ nữ nào quên được loại cảm giác này? đổi lại là cô cơ khinh xa, cũng sẽ giống như vậy thôi. Tiêu phàm không khỏi ngẩn ra, nét mặt già nua ửng đỏ. Thật sự không ngờ cơ khinh xa sẽ nói ra một câu như vậy. Lối suy nghĩ của phụ nữ thật đúng là kỳ diệu, cơ chí như tiêu chân nhân. Tướng nhân không có lầm, cũng hoàn toàn không thể phá giải loại, mật mã cao nhất này. Càn khôn đỉnh, liên tục xuất hiện màn xương đen, trên không trung dần dần ngưng tụ thành 12 hình người nhỏ, cao ba bốn tấc rất mơ hồ, mờ nhạt. Tuy nhiên dáng người thân thể, lại chính là 12 tên âm quỷ do ma cư bồi dưỡng. Anh muốn nghiên cứu thứ này. Cơ khinh xa giật mình kinh hãi, hỏi. Ừ, tiêu phàm gật đầu, trầm ngâm nói. Sớm hay muộn còn phải lại trở lại trang viên ma cư, cứ cứng rắn mà xông vào không phải biện pháp tốt. Trải qua lần này, ma cư đại quốc sư tất nhiên sẽ không rời khỏi trang viên nửa bước, tiêu phàm cho dù cứng rắn xông vào cũng không có nửa phần nắm chắc hắn đã tận mắt chứng kiến sự cường đại của ma cưu thậm chí đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng ban đầu của tiêu phàm nếu nghiên cứu được anh có thể mượn chúng làm yểm hộ xông vào sao tiêu phàm lắc đầu nói tôi bây giờ còn chưa nghiên cứu ra không thể xác định được nhưng những âm quỷ này nếu là do ma cưu tự mình bồi dưỡng khẳng định chúng có cùng một nhịp thở với gã ta tỉ mỉ nghiên cứu một chút không có hại đâu. Điểm này, cơ khinh xa đồng ý. Tiêu phàm giơ tay lên, trong càn khôn đỉnh, sinh ra một cỗ lực hút cường đại đến cực điểm, đem 12 tên âm quỷ kia thu trở về. Bàn tay hắn vừa xoay chuyển, trong tay lại xuất hiện một túi da màu đen. Túi da này nhìn qua cũng không lớn, nhìn rất cũ, nhiều chỗ cũng đã bị nứt nẻ, cho thấy được nó đã được dùng rất lâu rồi. Đây là cái gì? Cơ khinh xa tò mò hỏi, lập tức hai hàng lông mày nhăn lại, dường như cảm nhận được hơi thở không tầm thường trên túi da. Đây là thứ tìm được trên người sai vượng. Sai vượng. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ khinh xa bỗng thẫn thờ. Tiêu phàm tại sao lại lấy đồ của người chết? Trong túi da này có một vật rất đặc biệt, cho nên tôi thuận tay đã cầm về. Tiêu phàm thuận miệng giải thích một câu. Dù sao sai vượng đã bị mất mạng, túi da này tiêu phàm không lấy đi cũng sẽ biến thành chiến lợi phẩm của bất cổ phái. Đã có thứ tốt, cần gì phải để lại cho kẻ địch của mình. Cơ khinh xa lập tức cảm thấy hứng thú, ngay cả tiêu phàm đều cảm thấy nó là vật rất đặc biệt, khẳng định không đơn giản, cô muốn xem một chút. Tiêu phàm mở túi ra ra, từ bên trong lấy ra mấy thứ đồ. Cái thứ nhất là một tấm da đen thui, cảm giác tấm da này thậm chí còn cũ hơn so với túi da. Tiêu phàm mở ra, chỉ thấy trên tấm da ghi lại chi chít các hình vẽ kỳ quái, dường như là chữ tượng hình nguyên thủy nào đó dù tiêu chân nhân kiến thức uyên bác cũng chỉ có thể dương mắt nhìn một chữ hắn cũng không nhận không ra cờ khinh xa lại kinh ngạc a à, một tiếng cầm lấy tấm ra, nói đây là chữ tượng hình của thổ dân nạp cát đây là đây là một quyển sách công pháp tu luyện thiên nhãn thần thông cờ khinh xa một bên nhìn các ký tự trên tấm ra, một bên đứt quãng nói ở thành lạc già du học hơn ba năm cơ khinh xa đối với văn tự của mấy bộ tộc thổ dân trên nước Đan Mạn có chút hiểu biết sơ sơ. Người Lạc Già và người Nạp Cát đều là bộ tộc chủ yếu cư ngụ trên bắc bộ đảo Giáp Lục. Tiêu phàm, đây là công pháp thiên nhãn thông mà sai vượng tu luyện. Văn tự trên tấm da không nhiều lắm, sau khi cơ khinh xa nhìn hai lần, đã khẳng định như vậy. Tiêu phàm nhớ lại ánh mắt xanh mơn mởn ở trong đêm trăng của sai vượng kia. Tô Nam phái sai vượng tập kích Sơn Trang Ma Cưu, sai vượng có được thiên nhãn thần thông, quả nhiên thành công xâm nhập vào trung tâm trang viên Ma Cư, thiếu chút nữa đã làm hỏng đại sự của Ma Cư. Thiên nhãn thần thông, này cũng có ích. Nhưng đây là thuật pháp của hàng đầu sư. Cơ khinh xa dường như hiểu được suy nghĩ của tiêu phàm, nói. Tiêu phàm, thiên nhãn thông, này không nhất định phải là hàng đầu sư mới có thể tu luyện. Từ công pháp tu luyện mà xem xét, thì nó không có quan hệ quá lớn với hàng đầu thuật nhưng lại có liên quan đến một loại sâu có tên là thiên mục trùng căn cứ những gì sai vượng ghi chép lại ở đây bởi vì gã đã luyện hóa được một đôi thiên mục trùng nên mới tu luyện thành công thiên nhãn thông thiên mục trùng kia là vật gì cơ khinh xa lắc đầu nói không biết hẳn là cách gọi của người nạp cắt bọn họ hàng đầu sư nuôi dưỡng trùng thiên kỳ bách quái rất nhiều trùng căn bản ở trong sách giáo khoa đều tìm không thấy đấy quần đảo nam dương sinh vật đa dạng vốn đã rất phức tạp, chứ đừng nói chi đến việc các hàng đầu sư thông qua các loại dược liệu để tạo ra được một loại côn trùng, nhất định là có một không hai đấy, trên thế giới cũng khó có thể tìm ra kẻ thứ hai. Tiêu phàm khẽ vuốt cầm, lập tức đem ánh mắt nhìn vào trong túi ra, lấy ra một tiểu hồ lô. Nhìn qua, hồ lô này rất mới, cao hai tấc, xanh mượt, dường như mới vừa được hái xuống. Cái khiến tiêu phàm cảm thấy đặc biệt, chính là cái hồ lô màu lục này. Cũng giống như, xích viêm thảo, trong hồ lô màu lục này cũng chuyển đến từng đợt không khí sống, dường như không phải vật chết. Tiêu phàm rất cẩn thận mở nắp đậy hồ lô, lập tức một cỗ hào quang xanh mơn mởn bay ra, một góc trong phòng khách được chiếu dọi xanh mượt, dường như biến thành một khối phỉ thúy lớn. Trong tiếng, xèo xèo, từ trong hồ lô nhanh chóng bỏ ra hai con côn trùng nhỏ, dài gần một tấc. Vừa nhìn qua, hai con trùng nhỏ này như là hai con rết, mọc ra rất nhiều chân nhưng khác con rết ở chỗ trên lưng chúng có rất nhiều mắt nhỏ đúng vậy là mắt nhỏ không phải chấm đen tuy rằng ánh mắt vô cùng nhỏ nhưng tiêu phàm vẫn nhìn thấy rất rõ đó là từng đôi mắt còn không ngừng nhấp nháy tuyệt đối không phải là nốt nhỏ lấm tấm thiên mục trùng cơ khinh xa kêu lên kinh ngạc dù cô chưa thấy qua thiên mục trùng nhưng hình thái hai con trùng này kỳ lạ như thế lại tìm được trong túi da sai vượng mang theo bên người nó chắc chắn là thiên mục trùng động tác của hai con sâu cực kỳ nhanh nhẹn, vừa mới leo ra khỏi hồ lô, liền rung đùi đắc ý, tranh nhau chạy trốn. Đừng thấy bọn chúng có cái đầu nhỏ nhỏ, dài không quá một tấc, nhưng động tác cực nhanh, hơn mười mấy đôi chân chạy nhanh ở trên bàn trà giường như muốn bỏ trốn. Chỉ tiếc tiêu phàm sớm đã có chuẩn bị, đâu dễ dàng để chúng nó chạy trốn. Một tiếng quát khẽ, tiêu phàm xoay bàn tay, một cỗ sức lực khổng lồ từ trên cao bao phủ xuống, động tác chạy trốn của hai con sâu màu lục nháy mắt trở nên vô cùng chậm chạp, dường như bị kìm hãm bên trong vũng bùn, mỗi một bước đi về phía trước đều vô cùng gian nan. Tiêu phàm đã thi triển, cầm long công, đem hai con côn trùng này nhốt lại trong hồ lô, đậy kín nắp. Tiêu phàm, theo như lời sai vượt, đây chính là thiên mục trùng. Cơ khinh xa nói, giọng điệu rất hưng phấn. Thiên mục thần thông, này không phải là hàng đầu thuật thuần túy, chỉ cần có công pháp và thiên mục trùng là có thể tu luyện hiện giờ đã có hai thứ này, chẳng phải tiêu phàm cũng có thể tu luyện loại thần thông này. Có thiên mục thần thông, thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ có lợi rất nhiều. chương 523, nội ứng ngoại hợp. Động tác trả thù của Zino thật nhanh. Buổi tối ngày kế tiếp, y đã dẫn theo Phạm Anh và những đệ tử khác, đuổi gờ yêu S đến Ngọc Dương Quan. Lần tấn công Ngọc Dương Quan này, Zino chuẩn bị cũng không đầy đủ lắm. Ngoại trừ chính y, thì trong đám người đó chỉ có một vị đại hàng đầu sư tên là Sai Cát. Ngoài ra, đều là những đệ tử bình thường của Zino. Bên trong 15 vị đại hàng đầu sư ở, bất cổ phái, Sai Cát là người yếu thế nhất. Nguyễn Cưỡng xem như cháu của Ma Cưu Đại Quốc Sư, là một người trong đám sư đệ của Zino. Chính bởi vì thực lực Sai Cát yếu, ngày thường trong đạo nội, Sai Cát thường đi theo Zino, tất cả chỉ nghe lệnh Zino. Sai Cát biết rằng, sau khi Ma Cưu Đại Quốc Sư thiên thu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì bất cổ phái sẽ cử Gino làm vi tôn, đi theo Gino lăn lột sẽ có ích đấy. Đây cũng là nguyên nhân Gino lần này dẫn theo sai cát cùng nhau, xuất trinh, đến Ngọc Dương Quan, việc gì sai cát cũng đều nghe theo y, điều này cũng giống với các môn nhân đệ tử khác, không tự mình đưa ra ý kiến. Nếu như là trước đây, Gino dù kiêu ngạo, ngông cuồng, cũng không dám lên mặt như thế. Muốn gợi Iota chết toàn bộ quân chủ lực của Ngọc Dương Quan, trong trường hợp ma cưu đại quốc sư không tự thân xuất binh, thì bất cổ phái cũng phải điều động ít nhất 5-6 tên đại hàng đầu sư cùng nhau phối hợp tấn công mới có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng bây giờ, Dino chỉ mang theo sai cát và 7-8 tên hàng đầu sư bình thường, tuyệt đối là tự mình tìm đường chết. Nhưng mà lúc này, Ngọc Dương quan sớm đã không đáng để lo nghĩ nữa rồi. Chính miệng ma cưu đại quốc sư đã từng nói qua, Ngọc Dương quan do nguyên thành tử nắm giữ, nhiều nhất cũng chỉ có vài tên cao thủ, không chết cũng đã bị thương. Đây là môn phái kế thừa đạo giáo hùng mạnh nhất thành lạc già ngày xưa, giờ đã miệng cọp gan thỏ, trở thành một vỏ bọc trống rỗng rồi. Trong đó chỉ còn lại mấy tên đạo sĩ, đạo cô. Lòng người sớm đã bàng hoàng, không chịu nổi nữa rồi. Cho dù còn có chút thực lực, nhưng rắn đã mất đầu, còn có năng lực tổ chức chống cự sao. Dù là như thế, Zino vẫn tính toán cẩn thận một chút, ít nhất mang theo hai gã đại hàng đầu sư, cùng nhau hoàn thành trách nhiệm sư phụ giao phó. Đề nghị của Phạm Anh đã làm cho y thay đổi suy nghĩ. Phạm Anh nói với y, loại sự tình này, người tham dự càng nhiều càng dễ xảy ra hỗn loạn, phải nắm cơ hội trong tay. Long môn phái lập phái ở thành lạc già đến nay đã hai ba trăm năm, thứ tốt ở Ngọc Dương quan thật sự không ít, tuy nhiên người tham dự quá nhiều thì chiến lợi phẩm cũng sẽ bị chia nhỏ. Rõ ràng việc này đã dễ như trở bàn tay, vì sao còn muốn người nhiều cùng đi, để phải chia chiến lợi phẩm như vậy. Hơn nữa, còn có Hoàng gia. Đây chính là miếng mồi lớn. Đương nhiên, thanh danh Hoàng gia ở nơi này quá mức hiển hách, chẳng những là gia tộc người Hoa đầu tiên ở thành Lạc Gia, cho dù ở thủ đô Đan Mạn cũng có được danh tiếng nhất định. Không thể trực tiếp tiêu diệt nó, nếu không sẽ khiến cho cả nước bị chấn động. Hàng đầu xưa tuy là cao cao tại thượng, nhưng nếu để cho giai cấp quyền thế phản cảm và chống lại cũng sẽ rất phiền phức hơn nữa việc này đối với ma cưu đại quốc sư và bất cổ phái sẽ không có lợi có thể khiến các trường phái hàng đầu khác dựa vào đây làm lớn chuyện muốn đối phó với hoàng gia hãy để phạm anh ra tay trước đem cha con hoàng thanh vân hoàng cao huy gởi yêu ta ít chết trước đến lượt con mọt sách hoàng dũng huy còn không phải bị phạm anh đùa bỡn cho ngây người sao phần bánh ngọt lớn nhất này hoàn toàn do thầy trò hai người bọn họ chia sẻ vô duyên vô cớ tại sao phải chia cho người khác Ngoại trừ Sai Cát và các đại hàng đầu sư của bất cổ phái đối với Zino đều rất tôn kính. Nếu mời bọn họ ra tay, lại muốn tùy tiện đuổi bọn họ đi, chuyện này quá đơn giản, không cần phải nghĩ. Zino vừa nghe, rất đồng tình. Mấy năm nay, y ở trong Phạm Phủ, ngày ngày va chạm với Phạm Anh, lối suy nghĩ sớm đã bị ảnh hưởng bởi Phạm Anh, như một người thương nhân, hết thảy đều tính toán chi ly, quỷ kế tinh thông. Rõ ràng có thể độc chiếm được miếng ngon, tại sao phải chia cho người khác huống chi phạm anh nói cho y biết gã và một vị đạo sĩ quản lý tên là liệt dương tử ở ngọc dương quan có mối quan hệ rất tốt trước kia lúc phạm anh luyện tập võ nghệ ở ngọc dương quan đã chơi thân với liệt dương tử qua nhiều năm như vậy hai người vẫn luôn giữ liên hệ liệt dương tử là đồ đệ của đại sư huynh nguyên thành tử ở trong số các đạo sĩ dương tự bối ở ngọc dương quan người này rất có danh vọng chỉ vì không phải đệ tử đích truyền của nguyên thành tử không có hy vọng ngày sau được tiếp nhận trước trưởng giáo Ngọc Dương Quan. Vì vậy trong lòng liệt dương tử rất khó chịu. Lần này dựa theo chỉ lệnh của tổ sư ra, sau khi gờ yêu chết đám người nguyên thành tử, sẽ đem liệt dương tử làm tân trụ trì của Ngọc Dương Quan. Phạm Anh nói với Zino, gã và liệt dương tử đã thương lượng xong, liệt dương tử sẽ nội ứng ngoại hợp, sẽ đem nguyên thành tử và toàn bộ đệ tử thân tín của YGIO ta s chết. Đến lúc đó, liệt dương tử tự nhiên sẽ mang ơn Zino, từ nay về sau, Ngọc Dương Quan sẽ phụ thuộc vào bất cổ phái. Tương đối mà nói, kết quả như vậy khẳng định càng làm cho tổ sư ra vui vẻ. Bất kỳ một kiêu hùng nào, đều hiểu được đạo lý, gờ yêu ta ết chết toàn bộ kẻ thù không bằng thu nhận chúng để cho mình dùng. Quả thực quá tuyệt vời, Gino hoàn toàn đồng ý. Sự thật chứng minh, Phạm Anh làm việc rất đáng tin cậy. Đêm khuya, sư huynh đệ Gino và Sai Cát dẫn theo một đám môn nhân đệ tử chia nhau ngồi vào ba chiếc ô tô, lặng lẽ không một tiếng động đi vào Ngọc Dương Quan. Đi đầu là chiếc xe ben đen bóng, xa hoa vô cùng, Phạm Anh, Gino và Sai Cát đều ngồi ở trên chiếc xe này. Gino không có biểu hiện lạ lắm, vì ngày bình thường y cũng đã ngồi qua xe sang trọng rất nhiều lần, thậm chí Phạm Anh còn dành nguyên một chiếc limousine cao cấp chuyên dùng cho y. Nhưng Sai Cát thì biểu hiện như một thằng nhà quê, ngồi vào chiếc mercedes Ben xa hoa, y hết nhìn đông lại nhìn tây, vẻ mặt hưng phấn, miệng không ngừng chật lưỡi tán thưởng ra tiếng. Zino liền cười nói với Y: nếu chuyện tối nay thành công, nắm trong tay toàn diện Ngọc Dương Quan, xử lý xong cha con Hoàng Thanh Vân, sẽ bảo Phạm Anh cấp cho Sai Cát một cái xe tương tự, còn tặng kèm một nữ lái xe người hoa xinh đẹp. Phạm Anh cười đồng ý. Sai Cát rất vui mừng, mở rộng miệng hướng Zino và Phạm Anh nói lời cảm tạ, cười đến hai mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. đi theo sư huynh Zino sẽ có rất nhiều lợi lộc. Ba chiếc ô tô nối đuôi nhau chạy tới Ngọc Dương Quan, nếu như vào ban ngày, nhất định sẽ được xem là khách hành hương quỷ bái Ngọc Dương Quan, đâu giống khí thế dương cung bạt kiếm, muốn tiêu diệt những người ở đây. Đoàn xe vừa mới dừng lại, một tiếng két cửa sau Ngọc Dương Quan được mở ra, bảy tám bóng người vội vã ra đón. Trực tiếp từ cửa sau tiến vào Ngọc Dương Quan, cũng là đề nghị của Phạm Anh. Căn cứ chỉ lệnh của Ma Cưu Đại Quốc Sư, Ngọc Dương Quan về sau còn phải tiếp tục tồn tại, tinh thần của người Hoa ở thành lạc già này không thể phá hủy. Một khi đã như vậy, kết cấu xây dựng, điện tu hành và các đài điện lầu của Ngọc Dương Quan không thể bị hư hỏng. Dù sao có nội ứng, trực tiếp đi vào từ cửa sau, đem nguyên thành tử đang bị trọng thương và vài tên đệ tử thân tín gợi yêu ta chết, đưa liệt dương tử lên thay thế vị trí, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, nơi cất chứa đồ cổ bảo vật của Ngọc Dương Quan sẽ do Gino xử lý. Chỉ cần Gino thích thì cứ việc lấy đi theo Phạm Anh nói, riêng một tòa lưu hương đồng của Ngọc Dương Quan, ở hội đấu giá cũng có thể bán được với giá trên triệu đô la Mỹ. Zino quả thực là mở cờ trong bụng. Phát tài rồi. Xem ra ông trời rất công bằng với y, trước khi để y tiếp nhận chức vụ đại tế ti, bất cổ phái, đã cho y kiếm được một số tiền lớn, trở thành một vị tỷ phú. Trong lịch sử nước Đan Mạn, hẳn là không có vị hàng đầu sư thổ dân nào giống như Gino, bất kể ở giới thuật pháp hay là thế tục đều cao cao tại thượng công thành danh toại. Sino đại sư trở thành đệ nhất đại hàng đầu sư giàu có nhất nước đan mạn từ trước tới nay. Bảy tám bóng người vội vã đi tới, đều là giả dạng đạo sĩ, người cầm đầu ước chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn, đi lại như gió, rất có uy thế, nhìn qua hết sức thông minh tháo vát. Sư phụ, kia chính là liệt dương tử, gã tự mình tới đón tiếp sư phụ rồi. Phạm Anh vội vàng hướng Gino giới thiệu. Gino mỉm cười gật đầu, tay phải đẩy cửa xe bước xuống. Phạm Anh lập tức giơ tay ngăn lại, cười nói: "Sư phụ, không nên gấp, Liệt Dương tử là bạn của con, cũng chẳng khác gì là vãn bối của người. Gã đến bái kiến người là chuyện phải làm đấy." Gino không khỏi cười ha hả, lắc lắc đầu. Quy củ người hoa thật nhiều. Tuy nhiên Gino không thừa nhận cũng không được, người hoa có chút quy củ, thật sự rất tốt, ít nhất hiện tại, tâm tình của mình vô cùng vui vẻ. Cao cao tại thượng được người ta kính trọng, ai chẳng vui chứ. Liệt Dương Tử dẫn theo một đám đồng môn, bước đến phía trước chiếc xe Ben, chắp tay thở dài, tự mình mở cửa xe giúp Zino, cúi đầu, thanh âm cung kính, đệ tử Ngọc Dương Quan, Liệt Dương Tử tham kiến đại hàng đầu sư Zino. Tham kiến đại hàng đầu sư Zino. Vài tên đạo sĩ khác cũng cùng nhau khom người cúi lại. Zino ngóc đầu ra, thản nhiên, ừ, một tiếng, lúc này mới chậm rãi bước xuống xe. Mấy năm nay ở trong phạm phủ, Gino cũng học được điệu bộ làm ra vẻ này. Chỉ có điều đôi khi còn cần Phạm Anh nhắc nhở một câu, mới biết được phải sử dụng ở trường hợp như thế này. Liệt Dương đạo trưởng, xin chào. Xuống xe, Gino dùng tiếng hoa không tiêu chuẩn của mình, kỳ quái, huynh hoang nói một câu. Ở phương diện ngôn ngữ, Gino không có tài năng thiên phú. Chỉ có điều, y một lòng muốn gia nhập vào tầng lớp xã hội người Hoa ở thành Lạc Già, lúc này mới cố gắng học Hán ngữ, cho đến bây giờ kết quả cũng rất bình thường. Zino đại sư, chào ngài, chào ngài. Liệt dương tử vẻ mặt tươi cười, hướng Zino liên tục gật đầu cúi người. Liệt dương đạo huynh, tình hình trong kia thế nào rồi? Phạm Anh đứng bên cạnh liền hỏi, biết trình độ tiếng hoa của Zino không tốt lắm, Phạm Anh liền tự động nhận lấy quyền chủ đạo. Zino cũng hiểu được điều này, nên biểu hiện cũng bình thường. Đối với Phạm Anh, Zino là hoàn toàn tin tưởng đấy. Liệt Dương Tử vội vàng nói. Phạm Tiên Sinh yên tâm, mọi chuyện đều giống như chúng ta mong muốn. Sư Thúc Nguyên Thành và mấy vị sư huynh đệ đều đang bế quan. Xem chừng phải 3 đến 5 ngày sau mới xuất quan. Hiện giờ trong quan lòng người bàng hoàng, đã có không ít người đi không từ giã, sợ chạy mất rồi. Lúc này Di Nô Đại Sư tự mình ra mặt, tin tưởng ai cũng không dám phản kháng đấy. Di Nô nói, Liệt Dương Đạo Trưởng, tôi phải nói rõ với cậu trước. Nguyên thành tử và mấy tên đồ đệ của gã, hừ hừ. Trên mặt hiện lên một chút sát khí. Liệt Dương Tử vội vã gật đầu nói: "Jinô đại sư yên tâm, đây là chuyện đương nhiên. Không tiến bọn họ ra đi, người khác cũng không tiếp quản được Ngọc Dương Quan." "Chính là như vậy, sư phụ, chúng ta đi vào thôi." Phạm Anh cũng không hỏi ý kiến của Dino, trực tiếp ra quyết định. Chương 524, vào trong dưới bóng đêm yên tĩnh ở Ngọc Dương Quan, gần như nhìn không ra bóng người nào, càng chưa nói tới sức mạnh phòng vệ. Tuy rằng sống ở thành lạc già, nhưng Zino cũng chưa quen thuộc với chỗ đạo quan này. Trước đó, y làm đại hàng đầu sư chủ trì công việc ngày thường của bất cổ phái, Zino chỉ ghé qua Ngọc Dương Quan một lần, chỉ mang tính thăm hỏi. Cùng đi dạo một vòng với Nguyên Thành Tử ở sân viện phía trước, ngồi một hồi ở điện tu hành, uống một chén trà, tâm sự, chỉ như thế mà thôi hậu viện, Zino là lần đầu đặt chân tới. Vừa mới đi vào Ngọc Dương Quan, Zino trong đầu vẫn có chút không thoải mái. Y cảm thấy nơi này có lực trận pháp khổng lồ trong đạo quan, tạo ra lực áp chế rất lớn đối với Y. Zino bỗng nhiên hơi hoài nghi mình cứ như vậy quyết định tiến vào Ngọc Dương Quan, có phải là sai lầm không? Thậm chí ngay cả sai cát đều lưu lại bên ngoài cảnh giới, bên người cũng chỉ có Phạm Anh và hai gã đệ tử khác. Đây cũng là đề nghị của Phạm Anh. Phạm Anh cho rằng, nếu phải gờ yêu ta ít chết nguyên thành tử đang bị trọng thương và hai gã đệ tử đích truyền cũng không cần phải dẫn theo nhiều người chỉ cần liệt dương tử trở thành tân trụ trì ngọc dương quan tất cả đều không thành vấn đề nguyên thành tử và hai gã đệ tử đích truyền kia đều bị thương nặng đang bế quan hoàn toàn không có bất kỳ sức kháng cự nào với khả năng đại hàng đầu sư của zino hạ hàng đầu đối với ba người sắp chết kia còn cần ai giúp đỡ chứ nhìn phạm anh cùng đi bên cạnh Zino cảm thấy bản thân dường như có chút quá lo lắng. Phạm Anh tuyệt đối không thể phản bội y. Cũng không phải y tin tưởng tình cảm thầy trò giữa mình và Phạm Anh, mà mấu chốt là Phạm Anh không có lý do để phản bội y. Ngọc Dương Quan bị diệt, đem thế lực hoàng gia nhổ tận gốc, người được lợi lớn nhất từ chuyện này không phải Zino, cũng không phải bất cổ phái, mà là Phạm Anh và Phạm gia. Phạm Anh trợ giúp Ngọc Dương Quan, đối nghịch với y, đối nghịch với bất cổ phái thì có lợi gì chứ? nghĩ như vậy nên tia nghi ngờ vừa mới nổi lên trong lòng Zino lập tức lại chìm xuống. Y ngẩng đầu ưỡn ngực, đi nhanh về phía trước. Trước mặt người hoa ở đây, y bây giờ là Zino đại sư cao cao tại thượng, nhất định phải lấy được những thứ mình muốn. ngàn vạn lần không thể nửa đường như xe bị tuột xích. Nếu để cho người khác nhận thấy được nội tâm đang sợ hãi của y, tất cả sẽ bị phá hỏng. Từ nay về sau, hiệu lệnh của y ở Ngọc Dương Quan sẽ không còn giá trị. Dù là như thế nhưng lúc sắp đặt chân vào, khổ trúc huyền, Zino vẫn hơi trần chờ. Lực cấm chế trong, khổ trúc huyền, thật sự quá mạnh. Dưới sự áp chế của loại lực cấm chế đạo môn khổng lồ này, rất nhiều hàng đầu thuật của Zino sẽ không thi triển được. Liệt dương đạo trưởng, đây là nơi nào? Zino quay đầu hướng liệt dương tử đang đứng một bên, cẩn thận hỏi. Liệt dương tử vội vàng cung kính trả lời. Zino đại sư, đây chính là khổ trúc huyền, nơi nguyên thành tử bọn họ bế quan. Nguyên Thành Tử và hai gã đồ đệ đều ở bên trong bế quan dưỡng thương. Khổ Trúc Huyền, Zino lặp lại câu nói, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Phạm Anh cười nói, sư phụ, có phải người cảm thấy lực cấm chế ở nơi này quá mạnh hay không? Ừ, ở trước mặt đồ đệ, Zino rốt cục đã đem sự lo lắng của chính mình nói ra. Liệt Dương Tử khom người nói, xin Zino đại sư yên tâm, vãn bối biết chỗ nhãn trận đặt cấm chế này, sau khi chúng ta đi vào, phá vỡ cấm chế dễ như trở bàn tay. Sư phụ, không cần lo lắng, đây đã là phòng ngừa cuối cùng của nguyên thành tử bọn họ. Còn trước kia học võ ở Ngọc Dương Quan, lực cấm chế nơi này còn mạnh hơn so với bây giờ. Nhưng trận pháp là cái chết, không ai chủ trì, cấm chế dù mạnh tới mấy cũng không dùng được. Nếu sư phụ lo lắng như vậy, con sẽ dẫn theo hai vị sư huynh đi vào, sư phụ ở bên ngoài trấn thủ là được. Phạm Anh ngang nhiên nói, một bộ đắc chí vừa lòng, bộ dạng ngạo nghễ quần hùng. Zino chừng mắt nhìn Phạm Anh, nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Phạm Anh và Liệt Dương tử liếc nhau, cũng gắt gao đi vào theo. Khổ trúc huyền cũng không lớn lắm, một cái sân nho nhỏ, trồng chút hoa cỏ cây cối, phong cảnh bình thường, phía bên kia sân là một loạt các căn nhà trệt, có lẽ chính là chỗ đám người nguyên thành tử bế quan. Ánh trăng sáng như nước, không khí trong sân yên tĩnh, lâu lâu có một vài tiếng động của côn trùng kêu vang. Zino không còn tâm tư cảm nhận loại phong cảnh này, y chỉ là hàng đầu sư thôi, cũng không phải văn nhân mặc khách. Sau khi tiến vào, khổ trúc huyền, lực cấm chế càng thêm mạnh mẽ. Liệt dương đạo trưởng, nhãn trận cấm chế ở nơi nào? Zino không kìm nổi lo lắng, hướng liệt dương tử đặt câu hỏi. Ở ngay phía trước, Zino đại sư, mời. Liệt dương tử xoay người, giơ tay mời khách vừa mới vòng qua một chỗ núi giả Dino dừng bước hai mắt nhíu lại đồng thời phụt ra hào quang giống như mắt sói chỉ thấy phía sau núi giả có một gã đàn ông dáng người cao to đang khoanh tay ngẩng đầu thưởng thức ánh trăng ở bên cạnh hắn còn có một người con gái mỹ miều yểu điệu gió đêm thổi qua tóc dài bồng bềnh rất xinh đẹp người nào Dino quát lạnh một tiếng xoay cổ tay một pháp khí màu đen hiện ra thân mình hơi cong lên bày ra toàn bộ tư thế để phòng hai người kia, một nam một nữ tạo cho y một loại cảm giác nguy hiểm cực độ. Không cần có lý do, đây chính là trực giác của đại hàng đầu sư. Đối với người đàn ông đứng chắp tay cách đó không xa mà nói, lực cấm chế của khổ trúc huyền đã không còn có tác dụng nữa. Lực cấm chế của khổ trúc huyền đã khiến Gino cảm thấy một số năng lực của mình bị áp chế, nhưng đối với người đàn ông kia lại khiến Gino có cảm giác lạnh từ trong đáy lòng. Gino thậm chí cảm nhận được người này có thể uy hát yêu ta ép đến tính mạng của y. Sino gần như lập tức nghĩ ngay đến người có tên tiêu phàm mà Giang Trừng và Cơ An Nhi đã từng nhắc đến, vị hàng đầu sư trẻ tuổi người Hoa đã từng xông vào cấm địa trang viên Ma Cưu, căn bản thần bí khó lường. Sino tiên sinh, chào buổi tối. Người đàn ông đối diện chậm rãi xoay người lại, nhìn Zino, mỉm cười chào hỏi. Ta là tiêu phàm. Sino kinh hãi. Quả nhiên là tiêu phàm. Chỉ trong nháy mắt, Zino liền ý thức được chính mình đã rơi vào một cái bẫy. Rốt cuộc là cảm bẫy như thế nào, Zino tạm thời còn chưa nghĩ ra, hiện giờ cái cục diện này khiến đầu óc y lập tức trở nên hỗn loạn, làm sao có thể suy nghĩ một cách logic được. Nhưng không hề nghi ngờ, cái bẫy này hẳn là có liên quan đến Phạm Anh và Liệt Dương Tử. Vào lúc này, Zino chỉ nghe phía sau truyền đến hai tiếng trầm đục. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai gã đổ đệ đi theo mình ngã nhào xuống đất, không cảm thấy được nửa phần còn sống sót. Trong tay Phạm Anh và Liệt Dương Tử đều đang nắm một con dao sắc bén, dính đầy máu tươi đỏ sấm, từng hạt tí tách rơi xuống đầu mũi dao. Mấy tên nam nữ đạo sĩ đi theo Liệt Dương Tử kia mới vừa rồi còn bộ dạng phục tùng, vô cùng kính cẩn. Lúc này đều lộ ra binh khí pháp khí, đều đứng vào vị trí được bố trí sẵn, đóng kín tất cả đường lui của Zino. Một đám người nhìn thẳng Zino không nháy mắt, vẻ mặt khẩn trương, như lâm đại trận. Bất kể thế nào, Gino cũng là một vị đại hàng đầu sư nổi danh, là đại thủ lĩnh của Bất Cổ phái. Một người như vậy, bất kể ai cũng không dám khinh thường. Phạm Anh, Gino một tiếng hét to, gân xanh trên cổ nổi lên, hai con mắt căng tròn, phun ra ngọn lửa vô cùng phẫn nộ. Không ngờ Phạm Anh đã thật sự phản bội y, quả thực buồn cười. Về phần Phạm Anh tại sao phải làm như vậy, Gino căn bản không muốn suy nghĩ. Trong lúc này, Zino chỉ cảm thấy toàn thân mình đều bị lửa giận bọc lại, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ thông suốt nữa. Phạm Anh mặt âm trầm, nắm đoản đao, từng bước một lui ra phía sau, vẻ mặt càng thêm khẩn trương so với tất cả mọi người. Làm đệ tử của Zino, gã so với những người khác đều hiểu được Zino đáng sợ như thế nào. Đại hàng đầu sư dưới cơn thịnh nộ, vừa ra tay là có thể lấy được tính mạng của người khác. Vẫn là cách xa một chút, nhằm bảo toàn tính mạng. Phạm Anh Người dám phản bội ta, phản bội, bất cổ phái. Zino tức giận đến cả người phát run, trong mắt đều đỏ. Đối với cá nhân hàng đầu sư mà nói, kỳ thật chưa cần nói tới phản bội hay không phản bội. Hơn nữa, bất cổ phái là kế thừa luật tôn trọng kẻ mạnh. Chỉ cần đồ đệ có bản lĩnh, bất cứ lúc nào cũng có thể khiêu chiến với sư phụ. Nhưng mà, luật rừng này chỉ dùng cho cá nhân, không thích hợp dùng cho môn phái. Hàng đầu sư có thể hướng sư phụ khiêu chiến, không tính là phản bội. Nhưng tổn hại tới ích lợi của môn phái, chính là phản bội. chương 525, kẻ phản bội sư môn. Phạm Anh một bên lui về phía sau, một bên hạ giọng nói. Sư phụ, đừng gọi ta là sư phụ, ngươi tên khốn cây ếch yêu ta ép này, ta phải gỡ yêu ta ếch ngươi. xino nổi giận kêu to lên. Phạm Anh biến sắc, tăng thêm tốc độ lui về phía sau mấy bước, cách xino rất xa, rồi mới lên tiếng rất xin lỗi, sư phụ, con cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Ngay trước mặt tiêu phàm và cơ khinh xa, Phạm Anh chỉ có thể giải thích như vậy, không dám nói cụ thể chi tiết. Tiêu phàm đang nắm sự sống chết của gã. Nhưng cũng không thể đắc tội với Gino, trong chuyện này còn không biết ai thắng ai thua. Nếu chẳng may tiêu phàm thua cuộc, bị ma cưu đại quốc sư gờ yêu ta ết chết, Phạm Anh cũng chỉ có thể trốn chạy mà thôi. Hiện tại không nên quá đắc tội với Gino, Ít nhất Zino sẽ không đuổi gờ yêu ta hoặc còn muốn niệm tình hương khói. Thậm chí vì có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, Zino còn có thể cầu xin Mako để y tiếp tục quản lý Phạm gia. Zino và những hàng đầu sư khác ở, bất cổ phái, đối với phương diện kinh tế thật sự không tinh thông cho lắm. Phần sản nghiệp khổng lồ của Phạm gia này, không có một người quen cầm lái khẳng định không ổn. Cho dù bọn họ hiểu về kinh tế, thì bọn người Hoa ở thành Lạc Già cũng tuyệt đối sẽ không cho phép một người bản địa cùng ngồi cùng ăn với bọn họ. Thiếu Phạm Anh, Gino cũng bó tay, đối với món của cải kia, chỉ có thể dương mắt mà nhìn, hoàn toàn nuốt không nổi. Tuy nhiên suy nghĩ trong lòng này của Phạm Anh, Gino lại không thèm để ý tới. Vì hiện tại đang bị Phạm Anh làm cho tức chết rồi. Pháp khí trong tay dương lên, Gino muốn ra tay với Phạm Anh trước hết phải đem tên phản đồ này gờ yêu ta chết. Tính tình của Zino vốn là rất táo bạo. Zino tiên sinh, chờ một chút, chớ vội. Một giọng nói nhã nhặn nhu hòa, chậm rãi truyền vào trong tai của Zino. Zino đang nổi giận, nháy mắt đã tỉnh táo lại, xoay người nhìn tướng mạo tiêu phàm, thần sắc trên mặt của y bỗng thay đổi. Vừa rồi thật sự là đã quá hồ đồ, thậm chí y đã quên sau lưng còn có một vị sát tinh như vậy may mắn tiêu phàm vừa rồi không có nhân cơ hội ra tay đánh lén y. Tiêu phàm lại chẳng thèm làm như vậy. Vì như thế, Zino mới càng thêm cảnh giác, khẩn trương lo lắng. Tiêu phàm không huynh hoang, rất tự tin với thực lực của chính mình, tự tin đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Zino tuyệt đối khó mà tránh khỏi. Tiêu tiên sinh, người không phải là người trong nước đan mạn chúng ta. Ngươi là người của trường phái hàng đầu sư nào? Zino nắm thật chặt pháp khí trong tay, gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm, lạnh lùng hỏi. Trên trán gân xanh đã biến mất, trên u bàn tay gân xanh lại nổi lên một mảnh dài hẹp, tuy nhiên trong nháy mắt, pháp khí trong tay đã bị mồ hôi làm ướt. Người trẻ tuổi này nhìn qua tao nhã, nhưng thật sự ẩn chứa một sức hủy diệt long trời lở đất. "Di tiên sinh, tôi là người hoa, tôi không phải hàng đầu sư." Tiêu Phàm thản nhiên nói, vẫn đứng ở đó như trước, vẫn chưa tới gần Di Cơ khinh xa đứng ở bên cạnh hắn hơi tò mò đánh giá Zino. Vị này chính là đại hàng đầu sư, bất cổ phái, đứng sau ma cưu đại quốc sư. Dung mạo thật sự là rất bình thường. Ma cưu tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng khí thế lại kinh người. Ngày hôm trước khi xem cuộc chiến, tuy khoảng cách xa như vậy, nhưng cơ khinh xa đều có thể cảm nhận được hơi thở nghiêm nghị phát ra trên người ma cưu. Đó mới chính là khí thế của một kẻ mạnh nên có. Nhưng Zino lại kém xa cảm giác, Zino và người bình thường không có gì khác nhau, nếu không phải ở nơi này, mà là gặp nhau ở một nơi khác, cơ khinh xa nhất định không phát hiện ra y chính là một vị đại hàng đầu sư. Có lẽ, đây mới là trạng thái của đại bộ phận hàng đầu sư. Hàng đầu sư giỏi phải lợi hại giống như sát thủ, khi vô tình tiếp cận kẻ thù, hạ hàng đầu, nhẹ nhàng bay đi. Giống như ma cưu đại quốc sư, khí thế kinh người như vậy, muốn vô thanh vô tức hạ hàng đầu, trên cơ bản không có khả năng đêm hôm trước bất ngờ tấn công trang viên ma cư ngoại trừ cơ an ni ra cơ khinh xa không nhìn thấy một vị hàng đầu sư nào có chiến lược vượt xa người thường cho dù là cơ an ni cũng gần như giống với sai Vượng, liều mạng để hai bên đều bị thương hiện giờ trong hàng đệ tử ma cưu nổi danh nhất là Zino cũng chỉ như vậy mà thôi xem ra thực lực phía sau của bất cổ phái quả thật là yếu kém nếu không phải là bởi vì ma cưu khác thường thì bất cổ phái khó có thể đứng vững Ngươi không phải hàng đầu sư, vậy ngươi là đạo sĩ. Sino lập tức hỏi, đầu óc suy nghĩ cũng không quá chậm. Nếu tiêu phàm hôm đó tấn công trang viên ma cưu, còn có thể nguyên vẹn trở ra, hiện giờ lại có thể đứng ở, khổ trúc huyền, trong ngọc dương quan, khẳng định hắn có mối quan hệ chặt chẽ với nguyên thành tử, nếu hắn không phải hàng đầu sư thì hắn là người của môn đạo nào đó. Tiêu phàm liền cười, thản nhiên nói. Sino tiên sinh, tôi là người như thế nào, thật ra cũng không quan trọng, Tối nay, tôi mời Gino tiên sinh đến nơi đây là có chuyện muốn nhờ Gino tiên sinh giúp đỡ. Mời, vậy là ngươi và Phạm Anh đã sớm thương lượng trước. Gino dần dần khôi phục điềm tĩnh, suy nghĩ trong đầu bắt đầu trở nên bình thường. Lập tức liền từ trong lời nói của tiêu phàm nghe được ý tại ngôn ngoại. Chẳng lẽ tối nay, vốn không phải y ở đây phát động tiến công toàn diện Ngọc Dương quan sao? Việc đến hiện tại, hết thảy đều điên đảo rồi. Là tiêu phàm, mời, y tới. Tiêu Phàm cũng không phủ nhận, gật đầu, nói. Chuyện này, đúng là Phạm Anh Tiên Sinh và chúng tôi đã cùng nhau thương lượng qua. Hừ, các ngươi rốt cuộc dùng cách gì để uy hát yêu ta ép Phạm Anh? Zino vẫn kiên định tin tưởng, nếu như Phạm Anh không phải đã bị hắn uy hát yêu ta ép tính mạng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phản bội y. Tình hình này mà nói, Phạm Anh phản bội y, không có lợi ích gì. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, nói. Zino Tiên Sinh, xin ông nhớ cho, Phạm Anh dù sao cũng là người Hoa, chúng tôi mới là người cùng một chủng tộc. Ông lại không phải. Phạm Anh đang trốn ở nơi xa không khỏi cười khổ. Tiêu Phạm này, nhìn qua rất nho nhã thư sinh, nhưng kỳ thực cũng rất xấu xa. Những lời này vừa nói ra đã khiến quan hệ giữa gã và Gino khó có thể trở lại như trước rồi. Xét đến cùng, Tiêu Phạm không có nghĩa vụ ở trước mặt Gino biện hộ giúp gã. Mắt thấy trên cổ Gino gân xanh lại từng đám nổi lên, Tiêu phàm khoát tay chặn Zino, tiếp tục thản nhiên nói. Zino tiên sinh, chúng ta vẫn là nói chuyện chính đi. Tôi là vì chuyện, xích viêm thảo, mà đến đây, hy vọng ông có thể giúp tôi. Xích viêm thảo, không được, ngươi đừng mơ tưởng. Zino không hề nghĩ ngợi, giống như phản xạ có điều kiện mà hét lên. Ai dám có ý định lấy đi, xích viêm thảo, người đó là kẻ thù của ma cư đại quốc sư. Zino cũng không dám tự mình tìm đường chết nô tiên sinh, ông nên biết, đêm ngày hôm trước, tôi đã vào trang viên rồi, đã nhìn thấy, xích viêm thảo. Nếu không phải bởi vì, xích viêm thảo, còn chưa trưởng thành, thì viên thần dược này đã là của tôi rồi. Thái độ này của Gino, thật ra đã nằm trong dự liệu của tiêu phàm, nên hắn nói không vội vàng không hấp tấp. Tiêu phàm lời vừa nói ra, Gino cũng không có phản ứng gì, nhưng sắc mặt Phạm Anh và Liệt Dương tử lại đồng loạt thay đổi, dường như khó có thể tin được không ngờ tiêu phàm thật sự đã xông vào trang viên ma cưu lại còn xông vào nơi trọng yếu nhất nữa chứ vậy mà hắn vẫn bình yên vô sự đi ra quả thực khiến cho người ta rất kinh ngạc trong lúc nhất thời ánh mắt phạm anh nhìn tiêu phàm tràn đầy kính sợ cho đến lúc này phạm anh rốt cục mới tin tiêu phàm thật sự có năng lực làm đối thủ của ma cưu đại quốc sư bọn họ là cao thủ cùng một cấp bậc khó trách đối mặt với đại hàng đầu sư như zino Thái độ của Tiêu Phàm vẫn ung dung như vậy, không lo lắng chút nào, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nếu đã như vậy, người tự mình đi lấy, cần gì phải nhờ ta giúp đỡ. Xino miệng thì trả lời Tiêu Phàm, nhưng con mắt lại bắt đầu xoay chuyển, hiển nhiên là đang muốn quan sát địa hình xung quanh, đánh giá cục diện mà y đang đối mặt một chút, có bao nhiêu hy vọng phá được vòng vây. Hơn nữa, Xino bây giờ cũng không phải là quá sợ hãi. Mặc kệ Tiêu Phàm lợi hại đến cỡ nào, nơi này dù sao cũng là thành lạc gia, là trọng địa của bất cổ phái. Ma cưu đại quốc sư đang chấn thủ bên trong trang viên, cách nơi này không đến 30 km. Đối với vị sư phụ hàng đầu sư của nước Đan Mạn này, Dino rất có lòng tin. Đừng nghĩ tiêu phàm đặt bẫy ở trong này, để dẫn mình vào trong, chỉ cần mình nghĩ cách đem tin tức truyền ra ngoài, đại quốc sư lập tức sẽ đánh đến đây. Tiêu phàm dù mạnh bao nhiêu, cũng không phải là đối thủ của đại quốc sư. Điểm này, là không thể nghi ngờ đấy. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 525.